Rồi, chào anh Thuận. Rồi, xin chào mọi người. Lâu lắm rồi bắt đầu mình gặp lại nhau rồi ạ. Nghỉ cũng khá dài rồi. Mọi người hãy chia sẻ cái live stream này đi ạ. Một tuần nay chúng ta mới gặp nhau đúng không ạ? Em đang set up lại cái hệ thống lại, nó đang bị lỗi hết rồi. Set up lại. Vâng, chào anh ạ. Mọi người hãy chia sẻ cho em nhé, chúng ta chỉ có vài phút nữa chúng ta bắt đầu ạ. Vài phút nữa chúng ta bắt đầu ạ. Mọi người chia sẻ. Mọi người chia sẻ đi ạ, em vài phút nữa em bắt đầu ạ. Mọi người nghe được không ạ? Có nghe được không ạ? Mọi người hãy chia sẻ đi ạ. Em mình như là phải chia sẻ, phải tự chia sẻ lấy ạ. Mọi người hãy chia sẻ đi ạ. Lâu lắm rồi mới bắt đầu quay lại ạ. Hơi rẻ. Hơi rẻ anh Phi. Vâng ạ. Mọi người vài phút nữa chúng ta bắt đầu ạ. Vài phút nữa. Vâng, chào mọi người. Rồi, xin chào mọi người. Tiếng hơi nhỏ ạ. Hay là hôm nay là nói nhỏ quá. Rồi. À, cũng phải gần một tuần nay chúng ta mới gặp nhau tiếp đúng không ạ? Sau 7 buổi chia sẻ vừa rồi có giúp ích được gì cho mọi người không ạ? Em thấy có
Có một vài anh phản hồi cũng rất là tốt rồi, không biết là mọi người thế nào. Vâng ạ. Mọi người hãy chia sẻ đi ạ, chia sẻ chỉ vài phút nữa thì chúng ta bắt đầu. Chỉ vài phút nữa thôi, vài phút nữa. Vài ba phút nữa thì chúng ta bắt đầu. Mọi người vâng. Sau 7 buổi đúng không ạ? 7 buổi chia sẻ thì hôm nay là buổi chúng ta buổi thứ 8 thì mọi người thấy tất cả cảm biến trên xe nó vẫn đơn giản đúng không ạ? Nó cũng không quá là phức tạp như ta nghĩ đúng không ạ? Không phải nhớ nhiều. Thì phương pháp của em chủ yếu là để chia sẻ cho mọi người là có cái phương pháp nó đơn giản nhất, chúng ta học hiểu chúng ta không học nhớ. Được chưa? Vâng, cảm ơn mọi người. Em thấy cũng rất là nhiều anh có phản hồi lại cũng là cũng tích cực ạ. Vì thấy là cái phương pháp này giúp mọi người nó đỡ phải nhớ nhiều hơn, đúng không ạ? Vâng. Như mọi người nhìn cái hình ảnh của em đúng không ạ? Luôn luôn là thì phải đọc và phải nhớ, luôn luôn đọc và phải nhớ. Rất là khó. Phương pháp của em là đơn giản, dễ hiểu mà mọi người có vẻ hình dung được ngay trong đầu. Còn cái việc mà chúng ta hiểu xong rồi chúng ta phải vừa áp dụng một phương pháp mà chúng ta phải làm. Vâng, chào anh Hoàng Dương ạ. Đúng không ạ? Áp dụng một phương pháp mà chúng ta phải làm chứ không phải là chúng ta nghe thế này chúng ta về là chúng ta nghĩ được ngay đúng không ạ? Đây là cái phương pháp mà em chia sẻ cho mọi người. Đầu tiên là chúng ta phải hiểu bản chất của nó đã, bản chất và gốc rễ của mọi vấn đề. Sau đó chúng ta phải thực hành, thực hành và làm, được chưa? Còn cái việc mà chúng ta đọc tài liệu quá nhiều chúng ta cũng gây ra chúng ta ra một cái tình trạng là luôn luôn phải nhớ và nó gây hoang mang ra, vì chúng ta chỉ luôn được học được một vấn đề thôi, đó là một tính tính trạng của nó thôi. Thì sau buổi hôm nay em giải thích cho mọi người thấy là cảm biến, bản chất của cảm biến là gì, thấy chưa? Bản chất của nó đã rồi thì cảm biến gì thì nó sẽ tác dụng làm sao, thì đấy là chúng ta sẽ học về cảm biến, được chưa? Thì trong thời gian vừa qua, 7 buổi vừa qua thì mọi người có câu hỏi gì không ạ? 7 buổi vừa qua có câu hỏi gì không ạ? Có cần giải đáp gì về vấn đề gì không ạ? Thì thực ra là cái vừa qua thì em chia sẻ cho mọi người về vấn đề đó là cảm biến, về cảm biến thôi. Chúng ta chưa đi vào hệ thống nhá, chưa đi vào hệ thống. Khi mà chúng ta vào hệ thống thì chúng ta sẽ thấy được là nó rất là nhiều vấn đề. Tức là nó logic hơn một chút. Chúng ta hiểu logic thì chúng ta sẽ thấy nó đơn giản hơn, thay vì chúng ta luôn luôn phải nhớ một cảm biến một, từng cảm biến một, từng cảm biến một, vì nó sẽ là có những cái hệ thống như hệ thống đánh phun xăng, hệ thống phun xăng đúng không ạ, hệ thống cung cấp nhiên liệu, rồi thì hệ thống đánh lửa, hệ thống khởi động, rất nhiều hệ thống, nên chúng ta sẽ phải tìm vào đó, chúng ta tìm hiểu. Rất nhiều anh em chúng ta nên hỏi nhưng mà chúng ta không có cái căn bản, nên là em cũng không biết là giải thích cho mọi người thế nào. Vâng, mọi người cảm ơn anh Cường. Vâng, thì trong tuần vừa qua thì mọi người có câu hỏi gì không ạ? Thì hôm nay chúng em sẽ giải thích thêm về bản chất của cảm biến. Bản chất của cảm biến là gì? Thì cảm biến gì, nó có tác dụng ra làm sao? Và vẫn có một câu nói này em muốn nói với mọi người, đó là gì? Cảm biến là gì? Mục đích là bản chất của nó là một con biến trở để thay đổi cái giá trị điện trở của nó đi bằng cái ngoại lực tác động vào nó. Ví dụ như là cảm biến TP thì ngoại lực tác động vào, cảm biến nhiệt độ thì là nhiệt độ tác động lên nó thì nó sẽ thay đổi giá trị điện trở. Và thay đổi giá trị điện trở đấy mục đích là gì? Đưa cái điện áp về ECM, về ECM, được chưa? Tiếng vọng anh. Và mọi người thấy hình ảnh và chất lượng có ổn không ạ? Mọi người ổn thì chúng ta bắt đầu ạ, không em phải set up lại. Vì chúng ta cũng nghỉ một tuần nay rồi, nên là cái hiện tượng nó lỗi nó xảy ra là bình thường, nên em cũng phải set up lại. Và thực tế thì hiện tại mọi người thấy là gần như là chúng ta quay trở lại về công việc bình thường rồi. Rất là bây giờ hiện tại thì em rất là bận, và trong thời gian vừa qua thì cũng có cái em thành lập ra nhóm, nhưng mà vì công việc rất là bận nên là cũng chưa xây dựng được cái nhóm đó phát triển lên và xây dựng được cái nội quy để chúng ta vào một cái quy chế làm sao để xây dựng cái group của chúng ta nó phát triển hơn và có cái mang được cái ý nghĩa chia sẻ đến mọi người tốt hơn. Nhưng hiện tại thì chưa 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 thể em chưa thể nào là set up lại được cái hệ thống, cái trang đó, cái trang group đó. Thì mong mọi người cũng thông cảm, chúng ta cũng tham gia vào và cũng xây dựng thôi, được chưa? Vâng, thì mọi người có chia sẻ đi ạ. Cái hình ảnh ở trên phần của em nói đây, mọi người nhìn được cái hình ảnh đấy chưa? Hình ảnh đằng sau lưng của em ấy, em chia sẻ cho mọi người. Thì đấy là cái mục đích mà tại sao em muốn chia sẻ cho mọi người là giải thoát cái đầu của chúng ta đi. Chúng ta phải hình dung được nó vấn đề, tất cả mọi vấn đề bằng cái hình ảnh và cái bản chất thực tế nhất, chứ không đi theo những cái sách vở hoặc là những cái vấn đề nó là liên quan đến 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 lý thuyết, được chưa? Thì đây bản chất cũng là lý thuyết nhưng nó sẽ có một cái hình ảnh trực quan hơn cho mọi người thấy được, hiểu được bản chất của nó là cái gì. Thì sau buổi nay em sẽ giải thích thêm
về cái bản chất của cái cảm biến là cái gì, còn cảm biến gì thì nó sẽ tác dụng làm sao. Thì bản chất gì của hệ thống phun xăng điện tử thì có ECM là điều khiển trung tâm, thì ECM trung tâm, ECM điều khiển là gì, điều khiển trung tâm thì nó chỉ hiểu bằng điện áp thôi, nên mọi người chỉ cần dí cho nó một cái điện áp tương ứng thì nó sẽ tự động, nó sẽ hiểu được nó đang ở trạng thái nào. Thế nên là khi chúng ta học, chúng ta hiểu được nó rồi thì chúng ta sẽ phân tích trên máy chẩn đoán thì rất là dễ, thay vì chúng ta luôn luôn phải nhớ giá trị điện trở. Giá trị điện trở thì bản chất nó chỉ là một trạng thái thôi, và trong cảm biến thì chúng ta biết đó là một giải trạng thái. Cái việc báo lỗi hay không thì em chưa quan tâm nhá, chưa quan tâm. Bây giờ mọi người quan trọng là mọi người hiểu được bản chất đã, bản chất của vấn đề báo lỗi hay là không báo lỗi thì nó thì chúng ta sẽ hiểu được sau cái phần hệ thống, và hệ thống chúng ta sẽ vào hệ thống và hệ thống chẩn đoán lỗi, được chưa? Hệ thống CALI, kết nối CALI, chúng ta sẽ hiểu được cái phần báo lỗi hay như nào, thì bản chất nó làm sao, được chưa? Chúng ta đừng quan tâm đi sâu quá về vấn đề là nó đứt đứt dây báo lỗi hay không. Thực ra là những cái phần báo lỗi thì chúng ta sửa rất là dễ, còn phần báo lỗi không báo lỗi thì chúng ta phải phân tích thôi, được chưa? Thì chúng ta chưa đi sâu vào phần đó nhé. Cảm biến CKP thì rất là đơn giản thôi, được chưa? Mọi người hôm sau em sẽ chia sẻ cho mọi người cái phần CKP thì nó thấy rất là bình thường, nó không quá phức tạp như mọi người nghĩ, được chưa? Không quá phức tạp đâu, bản chất của nó là cái gì thôi, chúng ta hiểu bản chất của nó thôi, được chưa? Rồi thì đây mọi người thấy được, sau cũng vài phút rồi thì chúng ta chuẩn bị bắt đầu vào bài hôm nay, được chưa? Bài hôm nay sau một tuần vừa qua mọi người thấy là chúng ta đã giải thoát được cái đầu hơn, chưa? Cái giải thoát được cái đầu của mình là chúng ta đã không phải thấy nhớ quá nhiều về một cái thông số hay là một cái giá trị gì đó, mà chúng ta hiểu theo một cái phương pháp, nó là hiểu theo bản chất, được chưa? Mọi người nhìn cái hình ảnh của em chưa? Cảm biến O2 thì chúng ta sẽ vào cái phần hệ thống khác anh nhé, hệ thống khác. Cảm biến O2 nó cũng không khó đâu anh nhé, chúng ta có thể phân tích trên máy chẩn đoán được. Còn đo kiểm thì em ít khi đo kiểm đó, nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta sẽ phân tích được ngay nó hao xăng hay là gì, đậm xăng, có nghĩa là nghèo xăng, nghèo nhiên liệu hay là giàu nhiên liệu, được chưa? Rồi thì nó lỗi, nó báo lỗi như nào, rồi cảm biến có bản chất của cảm biến ra gì, là có mấy loại thì chúng ta sẽ nhìn được, được chưa? Loại 4 dây, loại 1 dây là gì thì chúng ta sẽ nhìn được thì nó, được chưa? Thì chúng ta chưa đi vào cảm biến O2 kiểm tra nó cũng dễ thôi, không khó. Rồi chúng ta bắt đầu vào ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho mọi người được cái bản chất của cảm biến là gì. Thì hôm nay em cũng tình cờ xem được qua clip của thầy Lam Đạt chia sẻ rất là hay về cái phần cảm biến, rất là hay, thì em muốn chia sẻ cho bạn mọi người là gì, chúng ta thấy được cái gốc rễ của bản chất cảm biến là cái gì. Vâng, được chưa? Rồi thì cảm biến là gì thì chúng ta như hôm nay em đã thấy là em xem được qua clip của thầy Lam Đạt rất là hay và rất là ý nghĩa. Em muốn chia sẻ cho mọi người cái bản chất gốc rễ của nó đã. Còn cảm biến gì thì chúng ta sẽ áp dụng được, được chưa? Thì đây thì chúng ta sẽ thấy được là gì, phần cảm biến thì chúng ta sẽ chia ra làm hai phần, thì phần thứ nhất là phần cảm và phần thứ hai là phần biến. Đó, rất là đơn giản thôi, thì mọi người cứ hiểu đã. ECM nó sẽ hiểu, chỉ hiểu điện áp thôi. Rồi thì tiếp theo, cảm là gì? Cảm là sự cảm nhận, sự thay đổi. Thứ nhất là chúng ta thấy là được cảm biến ECT là cảm biến nhiệt độ, cái tên của nó là gì, liên quan đến nhiệt độ thì nó sẽ cảm nhận được cái nhiệt độ. Cái nhiệt độ nó cảm nhận đến nó là gì, nóng và lạnh, đúng không ạ? Nóng và lạnh thì nóng và lạnh thì nó sẽ thay đổi bằng giá trị điện áp của nó, về giá trị điện trở bên trong. Thì giá trị điện trở bên trong nó thay đổi, nó mục đích của nó là gì, thay đổi giá trị điện áp, đúng không ạ? Thì đó là cái gì, là cảm, tức là gì, là cảm nhận sự thay đổi. Còn biến tức là biến đổi, sự biến đổi, được chưa? Biến thiên, biến đổi ở đây tức là gì, nó chỉ bản chất của nó là gì, biến đổi điện áp thôi, được chưa? Cái phần chia sẻ này của thầy Nam Đạt rất là hay, thì hôm qua em có xem cái phần video này. Thì em muốn là lên đây trên này em chia sẻ lại cho đấy mọi người cái bản chất của cảm biến là gì thôi, được chưa? Bản chất của nó là gì, mỗi một cảm biến thì nó có một tác dụng riêng. Ví dụ như cảm biến nhiệt độ thì nó chỉ tác dụng đến nhiệt độ thôi, cái nhiệt độ tác động lên nó thì nó sẽ thay đổi cái giá trị điện áp, được chưa? Bản chất như vậy thì bản chất là gì, thay đổi điện áp gửi về ECM thì ECM nó sẽ hiểu được là gì, là điện áp này thì tương ứng với nhiệt độ bao nhiêu, được chưa? Nhiệt độ bao nhiêu tức là nóng hoặc lạnh thì bắt đầu nó gì, ECM nó sẽ điều khiển cơ cấu chấp hành, tức là điều khiển cái kim phun của chúng ta. Thì điều khiển kim phun là gì, thì điều khiển bản chất mọi người thấy là gì, ECM điều khiển cơ cấu chấp hành bằng cách là dập mát cho nó thôi, được chưa? Dập mát hoặc nối mát cho nó gì, được chưa? Thì ở đây mọi người thấy là gì, nếu nhiệt độ tăng lên thì làm sao ECM mà tính toán được gì, là nhiệt độ tăng tức là gì, tỷ lệ gì đốt cháy nó nhanh hơn, nên làm sao ạ, nó sẽ nối mát cái thời gian kim phun là gì ít đi, tức là gì, để cháy nhiên liệu tốt hơn. Hoặc là nhiệt độ thấp, được chưa? Nhiệt độ thấp nó hiểu được là nhiệt độ thấp, thì nó không hiểu nhiệt độ đâu mọi người, ECM nó không hiểu gì cái tác động bên ngoài đâu, nó chỉ hiểu bằng điện áp thôi. Nên là tại sao chúng ta phải phân tích được là bản chất của nó là gì.
Ô, mạng lỗi sao mọi người? Bị đít ra ngoài. Có phải lỗi không ạ? Mọi người phải lỗi bạn, em tự nhiên thấy mạng nó lỗi ra ngoài, em đít ra ngoài. Có phải lỗi không mọi người? Tự nhiên em thấy bị kích ra ngoài, kích ra ngoài. Rồi mọi người trả lời giúp em ạ. Có bị lỗi không ạ? Vâng. Em bị vừa bị phần mềm của em bị lỗi rồi nó thoát ra ngoài. Vâng. Rồi ok, thì mọi người hiểu cái bản chất chưa ạ? Rồi ok mọi người. Mọi người được hiểu cái bản chất của cảm biến chưa? Hôm nay em chia sẻ cho mọi người như vậy thôi, bản chất của nó như vậy. Rồi ok mọi người, ok rồi ạ. Vâng, tự nhiên của phần mềm của em nó bị thoát ra ngoài. Vâng, ok rồi ạ mọi người. Mọi người xem được chưa ạ? Thì bây giờ chúng ta lại bắt đầu lại ạ. Thì cái phần chia sẻ của thầy Lạp Đạt rất là hay ạ. Vâng, rất là hay. Hôm nay em sẽ chia sẻ, em cảm nhận được rất là hay về cái phần mà gốc rễ của nó là gì. Được chưa? Rồi ok mọi người, được rồi ạ, được rồi. Vâng, thì mọi người thấy được là gì? Sự cảm nhận của gì? Cảm biến. Tức là chúng ta chia làm hai phần, tức là phần cảm và phần gì? Biến. Đúng không ạ? Cảm tức là gì? Cảm nhận, sự cảm nhận. Ví dụ như là gì? Mắt của chúng ta sẽ giống như con người vậy, mắt thì nó sẽ gì? Cảm nhận được bằng cái bằng hình ảnh, đúng không ạ? Tai thì cảm nhận bằng âm thanh. Thì âm thanh to hay nhỏ thì tác động vào nó thì nó sẽ thay đổi. Thì thay đổi một cái dạng tần số nào đó thì chúng ta không biết. Nhưng mà vâng, thì ở phần xe thì chúng ta sẽ thấy được là gì? Cái phần biến ở đây nó sẽ biến đổi, là biến đổi bằng điện áp, được chưa? Mục đích là gì? Cái cảm biến của mọi người ấy, nó là cảm nhận được, ví dụ cảm biến ECT, nó là bản chất của nó là cảm nhận được cái nhiệt độ, được chưa? Vì tên của nó là gì? Tên của nó là nhiệt độ. Thì nó sẽ thấy được là gì? Nó cảm nhận được cái nhiệt độ. Cái tên bản chất, cái tên của nó đã nói lên được cái điều của nó rồi, đúng không ạ? Bản chất của cảm biến nhiệt độ là gì? Cảm nhận được cái nhiệt độ. Cái nhiệt độ đó là gì? Nó tác động vào cái cảm biến. Thì cảm biến nó sẽ thay đổi cái giá trị điện trở của nó đi. Thì bản chất cái thay đổi giá trị điện trở đó thì mọi người thấy là gì? Bản chất là gì? Thay đổi cái giá trị điện áp để gửi về ECM, được chưa? Bạn ECM mọi người chỉ nhớ là ECM chỉ hiểu điện áp thôi. Nên là mọi người muốn lừa nó hay muốn làm gì nó cũng được, bản chất là gì? Dí cho nó một cái điện áp, nhà tự động nó sẽ hiểu, được chưa? Cái đấy là chúng ta sẽ hiểu được bản chất của cảm biến thôi. Thì ví dụ như cảm biến TP chẳng hạn, thì cảm biến TP nó là vị trí bơm ga, thì tác động là gì? Nó tác động bằng cơ khí, tức là tác động bằng cái tay của chúng ta, tác động bằng vị trí bơm ga của chúng ta khi chúng ta thay đổi góc mở bơm ga. Thì cái giá trị đó là gì? Nó bản chất như một con biến trở, một con chiết áp ở loa đài tivi của mọi người sẽ thấy ở nhà, đúng không ạ? Thì ở đây nó cũng vậy. Thì nó sẽ dùng, chẳng qua là bản chất là nó thay đổi hình dạng của nó là để ứng dụng vào cái cảm vị trí TP, có nghĩa là vị trí bơm ga, để nó xác định được cái tay ga của chúng ta theo tốc độ của mong muốn của con người thay đổi. Thì góc mở lớn, góc mở nhỏ bản chất là thay đổi cái giá trị điện trở của nó, đúng chưa? Thế mọi người đang học theo phương pháp là đo cái điện trở thôi. Thì điện trở em nói rồi, điện trở bản chất nó chỉ là một giá trị, tức là một giá trị ở một thời điểm và một cái hiện tại của nó thôi. Còn nó là gì? Nó thay đổi liên tục, đó gọi là cảm biến, nó phải thay đổi liên tục và nó phải bằng cái thực tế của trên xe. Đấy em chia sẻ mọi người vậy. Nên là cái nhiều anh em hỏi ấy, nhiều cái thông số chuẩn là gì thầy ơi, hay là anh ơi hay em ơi, thông số chuẩn là gì? Thì em nói là rồi, chuẩn hay không nó phải ở trên xe. Ví dụ như chúng ta phải nhiệt độ của xe, xe nó phải đang bao nhiêu chúng ta phải thấy nó bằng thực tế. Ví dụ như thực tế trên xe là xe người ta đi phải đến gì 80 độ thì trên máy nó phải báo về cũng xấp xỉ khoảng 80 độ, lớn hơn nhỏ hơn một chút không sao cả, vì nó sai lệch giá trị không quan trọng, được chưa? Nhiều anh em hỏi bây giờ thì bây giờ nó sai giá trị vậy thì làm sửa kiểu gì hay là đo kiểm kiểu gì để xác định kiểu gì, thì em nói là gì? Nó sai giá trị rồi, nó hỏng rồi, nó lỗi rồi, nên là thay cái khác đi thôi chứ còn kiểm tra cái gì nữa, đúng không ạ? Đó là một cái cách tác động đến. Thì tiếp theo cảm biến TP thì cũng vậy. Rồi cảm biến TP là tác động gì của vị trí bơm ga. Còn tiếp theo là cảm biến VS, VSS, được chưa? Mọi người thấy là gì? Cảm biến tốc độ, tức là nó xác định được tốc độ của bánh răng của chúng ta, động cơ của chúng ta là nhanh hay chậm, thì nó gửi cái tín hiệu về điện áp về gì? ECM, nó bằng bằng cái gì? Bằng cái dao động tần số, được chưa? Được tín hiệu xung, được chưa? Đóng cắt. Anh em nào nhìn chúng ta nhìn rồi chúng ta sẽ hiểu được cái vấn đề của nó. Thì bản chất là như vậy, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn mọi người. Thì bản chất là gì? Mọi người hiểu là cái gì? Đầu tiên chúng ta hiểu về cảm biến. Thì cảm biến là như vậy. Cảm biến là bản chất là phần cảm, là cảm nhận. Biến là biến đổi. Thì ở đây là gì? Cảm nhận nhiệt độ. Cảm biến nhiệt độ thì cảm nhận về nhiệt độ, được chưa? Làm biến đổi thì biến đổi ở đây là biến đổi điện áp gửi về ECM. Thì ECM nó sẽ hiểu được cái giá trị của nó
do một người lập trình người ta thiết kế ra rồi, thì là gì, nhiệt điện, nó bản chất là gì, lấy tín hiệu về để nó điều khiển hai phần thôi, chủ yếu là hai phần, đó là xăng và lửa, được chưa? Mọi người vẫn thấy là gì, ở phần cơ của chúng ta vẫn chỉ liên quan đến xăng và lửa, thì trên phần đợi FI của chúng ta cũng thấy là gì, nó vẫn chỉ điều khiển xăng và lửa, được chưa? Thì bản chất là gì, nó lấy về nó nối mát cho cái kim phun của chúng ta thôi. Thế nên tại sao ấy, nhìn trong cái phần mà em phân tích sơ đồ ấy, mọi người thấy là gì, tại sao mới hiểu được cái điện áp của nó đấy là bao nhiêu, thì bản chất chúng ta sẽ nhìn được ở trên phần sơ đồ nguyên lý, chúng ta nhìn rất là dễ. Nên là vừa rồi em sẽ chia sẻ mọi người là cái nhóm mà chúng ta đọc đọc hiểu sơ đồ thì chúng ta sẽ không cần thiết phải có nhiều quá nhiều cuốn tài liệu, thì trong một cái sơ đồ đó nó sẽ chia sẻ cho chúng ta rất rất nhiều thứ, mà nhất là xe lít 110 nó đã cho chúng ta được rất là nhiều thông số, nếu anh em là không nhớ được thì chúng ta sẽ nhìn được, được chưa? Thì bản chất là gì, e xe nó chỉ điều khiển là dập mát cho cơ cấu chấp hành, được chưa? Thì mọi người thấy là gì, cứ kín mạch là nó hoạt động thôi, được chưa? Kín mạch nào hoạt động, mọi người hiểu phần này chưa? Cái phần mà em hôm nay em xem được cái phần của thầy Lâm Đạt chia sẻ rất là hay, em hôm nay em muốn chia sẻ cho mọi người cái gốc rễ của cảm biến là gì, rất là hay, rất là hay, được chưa? Rồi thì mọi người hiểu qua được cái phần cảm biến này chưa? Còn chúng ta sẽ từ từ nhé, đừng anh em vội rồi thì chúng ta hỏi những cái phần nó là sau này chúng ta sẽ được cảm nhận đến, được chưa? Còn chúng ta sẽ phải đi vào hệ thống thì chúng ta mới xác định được nhiều vấn đề khác. Còn hôm nay chúng ta chỉ học cảm biến, thì cảm biến nó là gì, bản chất nó là gì đã, được chưa? Đừng đi sâu về nó làm gì cả. Nên tại sao em nói trong những cái hình ảnh đầu tiên em nói là gì, chúng ta không cần phải nhớ quá nhiều, chúng ta chỉ nhớ bản chất của nó thôi, bản chất của nó là gì, và nhớ được cái điện áp. Thì nhớ được điện áp như thế nào thì chúng ta thấy được hầu hết cảm biến đều sử dụng nguồn 5V, được chưa? Hầu hết nhé, chứ không nói phần nào, hầu hết là phần sử dụng nguồn 5V, được chưa? Rồi thì mọi người có câu hỏi gì không ạ, thì em chuyển sang cái phần hôm nay, được chưa? Phần hôm nay thì đấy là cái bản chất mà em muốn chia sẻ cho mọi người được, đó là cái hiểu được sâu về bản phần cảm biến là gì. Đấy, một phần rất hay mà hôm nay em xem lại được một phần chia sẻ của thầy Lâm Đạt rất là hay. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi hôm nay, chúng ta tìm hiểu tiếp về cảm biến. Thì sau này những buổi ở gần đây, như hôm trước chúng ta đã qua hai buổi rồi, chúng ta biết được cảm biến, thì em chia sẻ với mọi người gần như là không có một cái gì liên quan đến điện trở, và không có một cách gì là đo kiểm. Đấy ạ, chúng ta phải phân tích đã. Còn đo kiểm thì chúng ta phải nhìn trên sơ đồ. Đo kiểm chúng ta nhìn sơ đồ, đấy ạ, để chúng ta xác định được vị trí để chúng ta đo. Thì nhìn trên vị trí đó thì chúng ta biết được nó là điện áp bao nhiêu. Thì hôm trước em chia sẻ với mọi người ấy, thì cái đáng lẽ buổi hôm đấy em chia sẻ nhưng mà nó có một chút trục trặc nên em sẽ đã không ngừng lại cái sự chia sẻ và để xem lại, được chưa? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ vào phần cảm biến tiếp theo. Rồi cảm biến MAP là gì, đúng không ạ? MAP, được chưa? Mọi người gọi là MAP đó. Thì rất nhiều anh em chúng ta đang có một cái tư duy là kiểu dạng như chúng ta hay bị nhớ về cảm biến. Thì cảm biến này là sao ạ? Cảm biến này nó sẽ sử dụng để đo cái sự thay đổi của áp suất bù đốt, được chưa? Thì chúng ta cảm nhận được. Và sau này những cái đời xe sau này mọi người thấy là chúng ta hay cài đặt vị trí độ cao ấy, thì nó sẽ những cái loại xe nó sẽ bỏ đi một cảm biến MAP, được chưa? Bản chất là như vậy thôi. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cảm biến MAP là gì. Rồi thì tiếp theo cảm biến MAP là gì? Cảm biến MAP là bản chất của nó là đo áp suất khí nạp, áp suất cổ hút, được chưa? Hay là áp suất bù đốt, nó là như vậy. Bản chất là như vậy thôi. Rồi thì bản chất của cảm biến MAP này nó cũng giống như các cảm biến khác. Vâng, giống như các cảm biến khác thì chúng ta sẽ nhìn được trên phần nó gì, nó bản chất nó là một con biến trở, nó sẽ cảm biến này nó sử dụng 3 dây. Thì tại vì sao ấy, chúng ta nhìn được trên sơ đồ nguyên lý, ví dụ như đây thì chúng em nói qua một chút về cái cấu tạo của nó là gì, là cảm biến MAP sử dụng một cái màng chip silicon, được chưa? Để cảm nhận sự thay đổi bên trong của cổ hút, tức là cái áp suất của cổ hút, được chưa? Mọi người hiểu chưa? Để gì? Thay đổi cái giá trị điện áp gửi về ECM để ECM biết được tải của động cơ. Thì sau chúng ta học về hệ thống thì chúng ta mới biết được tải động cơ như thế nào. Thì chúng ta sẽ học về hệ thống. Thì hôm nay chúng ta sẽ biết là gì, cảm biến MAP bản chất nó là gì? Một cái chip silicon để thay đổi, được chưa? Để cảm nhận sự thay đổi. Vâng, phân tích thì chúng ta sẽ phân tích tiếp. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ hiểu được bản chất đã, được chưa? Cái áp suất thay đổi, giá trị điện áp cũng thay đổi theo, cái silicon này cũng thay đổi theo, được chưa? Thì chúng ta sẽ nhìn vào phân tích sơ đồ này. Nên tại sao em nói mọi người đừng có nhớ, và chúng ta sẽ sử dụng máy chẩn đoán, được chưa? Chúng ta sẽ cùng phân tích sơ đồ. Rồi thì chúng ta thấy là gì, trên cảm biến MAP ở đối với những cái dòng xe lít 125 chúng ta sẽ không thấy cảm biến MAP nữa, được chưa? Thì đây là ở đây chúng ta phân tích sơ đồ này, chúng ta sẽ nhìn nhận được cái bản chất của sơ đồ, được chưa? Vâng, mạng em vẫn thấy tốt nha mọi người nhá. Rồi mọi người thấy là gì, ở trên bản chất của cái cảm biến MAP này, khi chúng ta phân tích trên sơ đồ chúng ta sẽ nhìn thấy được là nó là gì. Anh em mà nào mà nhớ mã lỗi ấy,
Vâng, thỉnh thoảng mạng hơi giật thôi, mọi người xem được bình thường. Rồi, mọi người thấy là gì? Khi chúng ta nhìn thấy trên máy chẩn đoán, trên sơ đồ, chúng ta sẽ nhìn được là gì? Cảm biến này, cảm biến MAP, nó sẽ báo lỗi cho chúng ta mã lỗi số 1, được chưa? Tên của cảm biến nó chú thích ở bên cạnh. Thì nhiều anh em là chúng ta nhớ cảm biến ấy, nhớ cái mã lỗi ấy, thì chúng ta sẽ nhìn được ở đây này. Chúng ta không còn phải nhớ nữa, mà bản chất là chúng ta sẽ nhìn được cái mã lỗi của nó làm luôn đây. Thính là gì? Mã lỗi số 1, cảm biến MAP. Và chúng ta phân tích cái sơ đồ. Phân tích sơ đồ, được chưa? Phân tích sơ đồ. Mọi người nhìn này. Ở đây nó giống như là gì? Có một con biến trở này, biến trở ba chân. Đấy. Nó ký hiệu cho hôm trước chúng ta đã đọc là gì? Khi chúng ta đọc sơ đồ chúng ta phải đọc hiểu được cái ký hiệu ở trên này. Nó chú thích, tức là chú thích cái nguyên lý bản chất của cảm biến cái biến trở thì nó sẽ thay đổi như này, được chưa? Thay đổi. Thì ở đây chúng ta thấy là nó sử dụng 3 giây, cảm biến MAP sử dụng 3 giây nhá, 3 giây, được chưa? 3 giây. Thì bản chất nó giống hệt như con cảm biến TP nhưng nó không phải tác động ngoại lực vào mà nó sử dụng cái màng silicon để bằng màng dung để thay đổi cái giá trị điện áp, được chưa? Thay đổi cái giá trị điện áp. Rồi, thì đây mọi người sẽ thấy được là nó sẽ có sử dụng nguồn 5V. Nếu chúng ta mất nguồn VCC 5V này, nó sẽ báo mã lỗi. Mã lỗi, được chưa? Báo mã lỗi liên quan đến cảm biến TP và cảm biến MAP, tức là gì? Cảm biến nào sử dụng nguồn 5V này, nguồn 5V VCC cấp ra do gì? Do ESM cấp ra nguồn VCC 5V. Chúng ta sẽ nhìn được cái màu dây này. Màu dây. Nếu chúng ta nhìn thấy là cái màu dây là màu dây đỏ, màu y sọc o, tức là gì? Màu vàng sọc chanh, sọc cam, được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhìn được đường dây đi vào, nó sẽ nối này, cấp một cái nguồn dây và nguồn điện vào đây, được chưa? Và tiếp theo là một cái dây gì? Dây mát, chúng ta thấy lấy lối này, lối. Mọi người nhìn được chưa? Mọi người nhìn theo chuột của em chưa? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là gì? Cái dây mát này nó chạy về đây, chân số 4. Tại sao nó là dây mát? Chúng ta nhìn được theo cái sơ đồ nó chạy về đâu? Thì chúng ta nhìn thấy chạy về chân số 4, chân SG hôm trước chúng ta phân tích rồi, nó là chân số 4, đúng không ạ? Chân số 4, đó, thì nó là một cái để chúng ta nhìn trên sơ đồ chúng ta biết được nó là chiều dòng điện như thế nào. Thì tiếp theo chúng ta sẽ thấy được là cái chân giữa của nó, đây, chính là cái chân tín hiệu gửi về. Tín hiệu gửi về là gì? Bản chất là gì? Chúng ta thay đổi cái giá trị. Giá trị là gì? Giá trị điện trở bằng cách là gì? Cái cảm nhận của nó là cảm nhận cái màng silicon, nó thay đổi giá trị áp suất, được chưa? Áp suất nó thay đổi, tác động lên cái màng silicon đó, là màng silicon nó thay đổi giá trị. Thì bản chất thay đổi giá trị của nó là thay đổi giá trị điện trở. Thì khi gì? Giá trị điện trở thay đổi thì điện áp sẽ thay đổi theo. Thì nên đó sẽ là gì? Cái tín hiệu của chúng ta gửi về tín hiệu về gì? MAP, chúng ta sẽ nhìn được ở trên này. Đấy, thì ở trên này thì rất nhiều anh em chúng ta thấy là gì? Chúng ta sẽ phải mở cái tài liệu ra, mở cái tranh của chúng ta ra, mở cái phần của chúng ta ra để chúng ta tìm cái trang mà chúng ta thấy là gì? Chúng ta phải đo, chúng ta tìm cái chân là gì? Chân nào là chân tín hiệu MAP, đúng không ạ? Chúng ta phải mở ra để chúng ta đến cái trang mà chúng ta thấy được là gì? Bộ ba cảm biến là chân nào là chân cảm biến MAP, cái xác định chân số 1, chân số 2, chân số 3, số 4 ấy, đúng không ạ? Và cái ký hiệu màu dây ấy thì chúng ta không cần thiết phải chúng ta đi tìm nữa, chúng ta nhìn trên bức tranh sơ đồ nguyên lý. Thì một bức tranh sơ đồ nguyên lý cho chúng ta rất thấy là gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy được là gì? Cái chân tín hiệu gửi về này. Tín hiệu gửi về này, chúng ta quan trọng là chúng ta cần tìm nguồn cấp cho nó hay là mất mát thì chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta sẽ nhìn được. Thì chúng ta sẽ đo, được chưa? Đo kiểm. Thì đo kiểm thì chúng ta phải sử dụng phương pháp. Rồi, thì chúng ta chưa nói đến phương pháp đo vậy, chúng ta chỉ liên quan đến sơ đồ, phân tích sơ đồ. Đó. Đấy thì là gì? Chúng ta sẽ nhìn được là gì? Cái tín hiệu này tín hiệu dây này là dây tín hiệu từ cảm biến MAP gửi về ESM để cảm nhận được sự thay đổi, được chưa? Đó là cái dây. Thì tại sao chúng ta không phải nhìn vào cái cuốn tài liệu nào nữa để chúng ta xác định được cái chân nữa? Thì chúng ta chỉ cần nhìn trên tranh sơ đồ nguyên lý của hệ thống, được chưa? Tranh sơ đồ nguyên lý của hệ thống thì đây chúng ta sẽ xác định được ngay đó là chân nào là chân tín hiệu, chân nào là chân gì nguồn, chân nào là chân mát, được chưa? Có anh nào anh đang hỏi là chân nhàn nhìn thế nào để biết được chân là chân mát và chân nào là chân dương, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhìn được này, trên ESM thì hôm trước em phân tích rồi, chúng ta sẽ nhìn được vào đây cái chữ là VCC, tức là gì? Cái nguồn này, nguồn ổn áp, được chưa? Nguồn ổn áp VCC là nguồn ổn áp, thường nó sẽ là nguồn 5V, trong mạch sơ đồ mạch điện thường nó sẽ sử dụng nguồn 5V. Thì chúng ta sẽ cấp ra, chúng ta nhìn này, nó chạy về đâu? Chúng ta sẽ điểm là nối vào đây, chạy ra thì tức là chân này nó là chân dương, được chưa? Rồi tiếp theo của anh lại hỏi là chân nào là chân mát và chân dương, thì chúng ta xác định được chân dương rồi, thì tiếp theo chúng ta sẽ xác định được chân mát, đúng không ạ? Chân mát ở đây chúng ta sẽ thấy được là gì? Chân còn lại của nó này. Đấy, chân còn lại của nó sẽ chạy về đâu? Chúng ta chạy về đâu? Đấy, chạy về bao giờ chúng ta nhìn được chân số 4, chân SG. Chân SG chính là chân gì? Mát của cảm biến. Thì hôm trước có anh nào anh hỏi là gì? Nếu bây giờ chúng ta đứt chân mát cảm biến này, chân số 4 này thì chúng ta nối ra mát được không ấy? Thì nối nó vẫn được, nhưng là chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta sẽ thấy được nó là gì? Nó thay đổi liên tục. Cái giá trị của nó sẽ bị nhảy, bị nhiễu, được chưa? Nhiễu. Được chưa? Nó bị nhiễu vì tại sao em nói là mình chúng ta phải
Không, mọi người đấy là không phải là cái đứt dây tín hiệu mới bảo mới với là gây ra tín hiệu báo lỗi, mà nó mất nguồn nó cũng báo lỗi, được chưa? Mất nguồn nó cũng báo lỗi. Vì tại vì sao? Vì tất cả đều không có điện áp gửi về chân số 27, được chưa? Đó. Thì cái nếu mà chúng ta anh em nào mà trong cái buổi mà chúng em sẽ phân tích cho mọi người được nhìn được cái đâu là điện áp. Nhìn được trên sơ đồ chúng ta biết được đâu là chân tín hiệu, đâu là chân tín hiệu điện áp và đâu là điều khiển cơ cấu chấp hành và điện áp 0V, 5V, 12V là như thế nào, chúng ta sẽ nhìn được ngay trên sơ đồ. Thì đáng lẽ buổi hôm trước em chia sẻ trong cái phần trong 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 nhóm, nhưng có một vài lý do em sẽ đã dừng lại, được chưa? Rồi, thì cái đấy em sẽ chia sẻ sau. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục và phân tích sơ đồ qua cảm biến MAP. Thì cảm biến MAP thì bản chất chúng ta sẽ nhìn được trên máy chẩn đoán nó sẽ có sự thay đổi, được chưa? Nhìn trên máy chẩn đoán thì mọi người đã thấy được cái nhìn cái trên sơ đồ ấy, nó xác định được ngay là chân nào là chân nguồn và chân nào là chân tín hiệu gửi về chưa, mọi người nhìn được chưa? Dạ, mọi người nhìn được chưa? Hôm nay ngồi trong nhà hơi nóng. Vâng. À, vâng, cái anh hỏi là dây chỉ có gây dây tín hiệu mới lên báo lỗi đúng không ạ? Nó không phải, mà chúng ta phải liên quan đến dây cả dây nguồn, dây mát nữa, nó cũng đều mất cấp nguồn, cấp mát thì nó cũng đều có nghĩa là xảy ra cái hiện tượng điện áp ra ngoài giải, được chưa? Rồi. Ok mọi người, thì chúng ta chuyển sang phần tiếp theo về phân tích tiếp về cảm biến, được chưa? Vâng, giải hoạt động của nó đúng không ạ? Rồi, mọi người đang quan tâm đến giải hoạt động. Vì mọi người đấy này, riêng cảm biến MAP nó thay đổi liên tục và rất là nhanh. Vâng, dây thay đổi rất là nhanh nên chúng ta phải nhìn trên máy chẩn đoán thì nó dễ hơn là chúng ta phải đi đo kiểm, được chưa? Nó thay đổi liên tục theo động cơ của chúng ta. Nên là nó sẽ nhảy nhảy con sẽ có một con số cố định để chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta sẽ nhìn được. Nếu chúng ta nổ máy lên mà chúng ga lên mà chúng ta không thấy được nó thay đổi, không thấy thay đổi giá trị điện áp và không thấy thay đổi thì, giá trị ở trên phần máy chẩn đoán thì chúng ta biết ngay được nó là gì. Một là cảm biến đấy đó bị tắc hoặc bị chai hoặc là tắc vô hoặc là tắc lọc gió thì chúng ta để có thể nhìn thấy được. Nếu anh em nào niềm làm nhiều chúng ta sẽ phân tích được ngay trên máy chẩn đoán, được chưa? Đúng rồi. Thì hôm trước em phân tích rồi thì em đang phân tích lại thôi, được chưa? Rồi thì tiếp tục chúng ta lại quay lại trở lại với bài học. Thì cảm biến MAP thì lúc nãy có anh nói là lỗi trong giải và lỗi ngoài giải đúng không ạ? Thì sẽ có cái điện áp của nó rồi, tất cả các mọi người thấy là gì, chúng ta đều thấy được cảm biến nào thì cũng có cái điện áp giá trị chung của nó, thường là gì 0,5 V cho đến 3, hay 4 V, có nghĩa là không không làm sao để sát với 5 V mà không làm sao để sát về với 0 V. Thì nếu mà chúng ta xác định được đó. Anh Nam Nguyễn đang có ý là chúng ta cần đồng hồ đo đúng không ạ? Thì em đã chưa nói đến đo, em đã xác định được ngay là chân nào chân âm, chân nào chân dương rồi. Được chưa anh Nam? Không cần thiết phải đo nhé, chúng ta sẽ xác định được ngay trên sơ đồ luôn là biết chân nào chân âm, chân nào chân dương. Còn đo nó lại là một cái hành vi khác rồi, được chưa? Đo này chúng ta lại phải sử dụng đến là phương pháp đo. Đây chúng ta sẽ nhìn trên sơ đồ để chúng ta phân tích lỗi, phân tích được ra ngay nó là chân nào chân dương, chân nào chân âm. Được chưa? Rồi. Anh Nam hiểu chưa ạ? Chúng ta không cần thiết phải đo, đo là để lúc nào chúng ta xác định thôi, còn không cần đo âm đo dương làm gì cả. Chúng ta sẽ nhìn được ngay trên sơ đồ, chúng ta xác định được. Được chưa? Hôm nay em ngồi trong nhà nó hơi nóng một chút. Ok. Tất cả các dòng nhé, không cần nhất thiết là 125 hay là 150 hay là tất cả các dòng. Chúng ta hiểu nguyên lý đã, chúng ta sẽ làm được, không phải là một sơ đồ chỉ áp dụng cho một xe. Mà chúng ta học nguyên lý là mỗi một đời sơ đồ sẽ làm được cho một đời xe. Ví dụ em nói là 100 xe 1 lít 110, chúng ta hiểu nguyên lý của nó thì chúng ta sẽ làm được cho rất nhiều xe. Được chưa? Rất nhiều xe cho những đời ví dụ như Ablade. Rất nhiều thứ xe và dòng những dòng xe đó thì chúng ta hiểu được bản chất của nó đã. Chứ đừng liên quan là chúng ta nhiều anh em hỏi là cái sơ đồ của từng xe một. Khi nào chúng ta cần để xác định chân của xe ấy thì chúng ta tìm đến xe đó, được chưa? Thôi cái việc đo điện áp thì em không phân tích vào đây, được chưa? Mọi người có thể cái vẫn làm theo phương pháp của mọi người, em đây em chia sẻ cho mọi người cái cách mà phân tích trên sơ đồ thôi, chúng ta không cần thiết phải đi nhảy vào đó đo, được chưa? Đo là lúc này chúng ta chỉ xác định thôi, được chưa? Xác định lúc đó là hành vi chúng ta phải làm việc, đó là thao tác. Vâng, thì đây chúng ta sẽ thấy được là gì, lúc nãy có anh hỏi là lỗi trong giải và lỗi ngoài giải đúng không ạ? Nếu chúng ta thấy báo lỗi thì tức là nó sẽ xảy ra hai hiện tượng, một là điện áp về gần đến 0 V và hai nữa là gì, nó sẽ có
Nó sẽ có cái điện áp gần đến 5V, tức là chúng ta thấy được là điện áp nó sẽ gần đến ngoài giải, tức là lỗi ngoài giải thì nó sẽ xảy ra gây ra hiện tượng báo lỗi. Nếu chúng ta thấy được gì nó không có nguồn 5V gửi về, một là đứt dây tín hiệu của gì cảm biến MAP gửi về ECM, hai là mất nguồn cấp cho cảm biến, được chưa? Vâng, anh Nam đang đang đó là cái hành vi mình đang làm, nó là đang xác định, còn anh đang đang phân tích anh ạ, không 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 nói gì đến cái việc chúng ta làm, đấy là phân tích, không không đi sâu về về việc hành vi ở đây chúng ta, hành vi chúng ta làm, được chưa? Đấy là làm, nó thao tác, đấy là thao tác, em đang phân tích trên sơ đồ để cho mọi người hiểu thôi, không 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 bàn luận, không tranh cãi về vấn đề, được chưa? Không tranh cãi vì đây chúng ta sẽ hiểu về vấn đề thôi, đừng đừng đi sâu vào cái việc đó, cái việc đó là mình xác định thôi. Rồi ở đây em chia sẻ là cái phương pháp làm chứ không không đi sâu chi tiết, được chưa? Không đi sâu vào chi tiết. Vâng, thì mọi người thấy là gì? Được chưa? Mọi người hiểu là gì? Chúng ta lỗi trong giải và lỗi ngoài giải, tức là gì? Lỗi trong giải là lỗi bị sai giá trị, sai giá trị tức là sai giá trị thực tế của trên xe, chứ không phải quan tâm, chúng ta đừng quan tâm là gì nó phải là bao nhiêu, chúng ta chỉ biết là nó sai giá trị thực tế trên xe. Ví dụ anh em nào làm nhìn trên máy chẩn đoán nhiều, chúng ta sẽ thấy được một con số giá trị nó sẽ nhảy, nó nhảy liên tục từ số đó đến một cái điểm này đến một điểm khác, mà ga lớn nhỏ, ga lớn ga nhỏ nó thay đổi thay đổi theo, được chưa? Nếu mà mình ga lớn ga nhỏ mà không thấy nó thay đổi thì tức là nó có vấn đề, thì lúc đó chúng ta sẽ phải xác định, được chưa? Xác định thì xác định như thế nào thì đó là cái hành vi, mà đấy là phần nếu mà anh em nào học thì chúng ta sẽ đều đều được làm về vấn đề thực hành, được chưa? Đều làm thực hành chứ không, ở đây em chia sẻ về lý thuyết chứ không đi sâu về thực hành, được chưa? Thì đấy nó là một phần thôi. Thì tiếp theo cảm biến MAP này chúng ta sẽ thấy được nó là sử dụng để đo tải động cơ, được chưa? Thì chúng ta sẽ thấy được là gì, cái LE, ví dụ như anh em nào học về hệ thống phun xăng điện tử hoặc hệ thống cung cấp nhiên liệu, chúng ta sẽ thấy được nó sẽ liên quan đến cái phần là phần phần tải, tính tải động cơ để tính toán để tăng xăng giảm xăng, tăng xăng hoặc là tính toán đến gì thời điểm đánh lửa, góc ánh lửa, đấy, nó thay đổi liên tục, thay đổi liên tục. Nên tại sao ấy, xe điện tử chúng ta thấy nó đi nó ngọt ngào hơn là điều như vậy, được chưa? Còn sau này mọi người đấy là gì? Thế sau này thì nó sẽ thay đổi, ví dụ như những cái đời sau này nó sẽ bỏ đi cảm biến MAP, thì mọi người đang có cái thao tác mọi người đang làm ấy, đó là gì? Nó phải cài cái thiết lập lại, cài đặt lại độ cao, thì là lý do là gì? Bỏ đi cảm biến MAP, nó không tính được tải động cơ, nên bắt buộc là gì? Mọi người một cái anh thiết kế là anh sẽ gì? Anh tính toán, anh để cắt bớt đi, để thứ nhất là giảm giá thành hoặc là cái gì đó, mình không không có đi sâu vào cái vấn đề của người ta, thì mình chỉ hiểu bản chất là gì, khi cảm biến MAP nó sẽ thay đổi được cái gì, cái giá trị, ví dụ như là anh đang ở vùng miền anh đồng bằng thì nó giá trị áp suất của khí nạp hoặc là gì mật độ khí nạp nó khác nhau, và lên vùng cao nó khác nhau nên nó sẽ thay đổi được. Còn nếu mà chúng ta thấy là gì không có cảm biến MAP, người ta sẽ thiết kế cho nó là gì một cái công thức cứng để chúng ta cài đặt, tức là gì cài đặt ở vị trí độ cao không đến 2.000 mực nước biển rồi 3.000 4.000 gì đó, nó là cái thiết lập. Thì mình đấy là một cái phần sau, chúng ta không cần quan tâm vào nó, chúng ta chỉ quan tâm cảm biến MAP là cái gì. Cảm biến MAP là bản chất là gì, nó là một cảm biến màu gì, một chip silicon để gì? Cảm nhận được cái sự thay đổi của áp suất bùng đốt, tức là áp suất của cổ hút, tức là nó thay đổi được để nó tính tải động cơ, được chưa? Tính tải động cơ để làm sao để nó tính toán được cái thời điểm đánh lửa, góc đánh lửa và gì thời điểm phun xăng, gì thời gian phun xăng, nó hai cái phần đấy thôi, được chưa? Chúng ta không đi sâu thì cái MAP nó có ảnh hưởng đến cái phần góc ánh lửa, cũng đi ảnh hưởng đến cảm biến MAP. MAP ảnh hưởng đến góc ánh lửa là 20%, thì tại vì sao ấy, chúng ta sẽ học ở phần sau, nó phân đi sâu về hệ thống, được chưa? Mọi người hiểu chưa? Cái lỗi trong giải là gì và lỗi ngoài giải là gì, bản chất là như vậy thôi. Rồi thì áp suất thấp đi ra điện áp thấp và áp suất cao điện áp cao, thì cái này nếu mà chúng ta đo bằng đồng hồ nó nhảy số liên tục rất là nhanh, nên là nếu mà đồng hồ nào mà chậm ấy thì nó không nhảy được cả kịp, không nhảy kịp được, được chưa? Không nhảy kịp được, nó nhảy lên rất là loạn, nên chúng ta phải nhìn trên máy chẩn đoán, nhìn máy chẩn đoán nó rất đơn giản hơn, và chúng ta xác định được ngay là cái điện áp nó là bao nhiêu, chúng ta không phải đi đo, không phải đi đo nhiều, và chúng ta nhìn trên phân tích trên sơ đồ, chúng ta nhìn được ngay là chân nào chân dương, chân nào chân âm, được chưa? Thế nên em hướng dẫn mọi người là gì, đây chúng ta đang sang sử dụng cái phương pháp là gì, phương pháp xem trên máy chẩn đoán, tức là xem thông số hiện hành, và thứ hai nữa là chúng ta tra cứu sơ đồ để chúng ta xác định được chân chân rắc, chứ chúng ta không cần đi sâu vào, chúng ta phải đo. Thì khi mà anh như anh nói anh đo ấy, thì chúng ta sẽ nhìn được ngay trên máy chẩn đoán, ví dụ như có điện áp hay không có điện áp thì chúng ta nhìn được ngay là mất nguồn hay không mất nguồn, được chưa? Đó là một cách chúng ta làm việc thôi, được chưa? Rất đơn giản. Thì cái đó là cái chúng ta đi sâu thực hành thì nó rất rất là dễ hình dung hơn, vì chúng ta thực tế trên xe, thì cái này chúng ta sẽ hiểu về nguyên lý đã. Rồi thì đây là cái hình ảnh thực tế của mọi người, thì rất nhiều anh em chúng ta thấy là gì, cảm biến thì nó không ảnh hưởng đến nhau mọi người nhé. Cảm biến nó chỉ là mỗi một cảm biến nó chỉ báo về một trạng thái, chứ nó không liên quan gì đến cảm biến nọ đến nào cảm biến kia.
Vâng. Thì mọi người thấy là gì, đây trên là hình ảnh thực tế của nó là gì? Hình ảnh thực tế của nó là ở đây mọi người thấy rất nhiều anh em chúng ta là gì, sử dụng bộ ba cảm biến tháo ra nhưng chẳng biết cái lỗ này nó là cái gì. Rất nhiều anh em, còn anh em nào chúng ta làm rồi, làm nhiều rồi thì chúng ta thấy nó rất là bình thường, được chưa? Rất là bình thường. Thì đây chúng ta sẽ thấy được cái lỗ đây, nó là gì? Nó sẽ bắt vào cái họng ga của chúng ta, nó để nó cảm nhận, nó cảm nhận và nó nằm phía trước của cả vị cái bướm ga của chúng ta về lọc gió, được chưa? Nó hướng về cổ hút và động cơ để nó tính tải động cơ, tức là tính áp suất của động cơ nó hút cái mảng silicon. Mình chỉ bản chất là như vậy thôi, mình đừng đi sâu với nó, được chưa? Thì cái lỗ đấy thì mọi người khi vệ sinh mọi người đừng lên là lấy cái vòi à, lọ R lọ, lọ rửa chế, vì cái tác động của nó rất là cái tẩy, mức tẩy nó rất là mạnh, có thể làm dây gây ra cứng cái màng silicon. Cái đấy thì mình hạn chế sử dụng. Và thứ hai là mình không nên sử dụng cái vòi xì trực tiếp vào đó để nó bị rách hoặc là bị lỗi xảy ra. Thì đó là một cái khi chúng ta bảo dưỡng chúng ta cần quan tâm như vậy thôi, được chưa? Thì bản chất của nó là gì, vẫn sử con cảm biến này nó vẫn sử dụng loại là loại ba chân, tức là ba dây đấy, mọi người gọi là ba dây, nhưng nó sẽ bị làm tích hợp ở bên trong của ba cảm biến nên mọi người không nhìn thấy nó được. Anh nào đã mổ ra rồi thì anh nhìn thấy nó được, được chưa? Rồi thì đấy là bản chất là cái hình ảnh của nó thôi. Đây là hình ảnh thực tế, hình ảnh thực tế trên trên xe thì bộ ba cảm biến nó sẽ có. Và những đời sau này thì nó bỏ bỏ đi bộ ba cảm biến rồi mọi người nhé, bỏ đi rồi, bỏ đi rồi, bỏ đi bộ ba cảm biến thì nó sẽ không còn. Những đời sau này cao cấp, những xe SH thì nó vẫn còn, còn đến đời Nissan AB Vision đấy hoặc là SH More cũng đều bỏ hết rồi, mọi người hiểu chưa? Đó, cái cảm biến MAB này nó tính tải động cơ rồi tính theo áp suất, nó tính rất là hay, nên là nhiều cái xe mà mọi người thấy là có cảm biến MAB chạy rất là ngọt ngào, không bị lỗi, không bị hụt ga đầu, đúng không ạ? Không có hiện tượng hụt ga đầu. Nên như những cái đời sau này nó bỏ đi bộ ba cảm biến, mọi người thấy là hụt ga đầu rất là nhiều. Mà nhiều anh em là chúng ta là gì, tăng điện ATP rồi thì giả lập tín hiệu để làm sao chống hụt ga đầu ấy, nó là bản chất là như vậy, được chưa? Nhưng mà chúng ta sẽ lừa được nó một thời gian thôi, còn sau này e xem nó thông minh, nó tỉnh táo đầu, nó lại tỉnh lại, nó lại làm việc bình thường, nó lại sẽ tính lại được, được chưa? Nó do lập trình rồi. Rồi tiếp tục thì ở đây chúng ta sẽ thấy được là bộ cái cảm biến MAP bản chất nó cũng như là một cảm biến gì TP, nhưng nó sẽ tác động của nó là gì, tác động khác dần như lúc nãy em nói là gì, cái phần cảm nó khác, cảm thì cảm nhận nó khác. Thứ nhất là ví dụ như cảm biến TP nó phải cảm nhận bằng cơ khí, tức là cảm biến cơ khí tác động với nó. Tác động chuyển vào nó, được chưa? Thì ở đây thì cái này phần này nó lại gì, tác động bằng cách là áp suất tác động vào cái màng silicon để làm gì, là mục đích là thay đổi cái giá trị điện trở bên trong con cảm biến này. Cảm biến này nó sẽ gì, nó là biến trở mà, nó thay đổi giá trị điện trở của nó. Này mục đích mọi người nhìn này, tại sao lúc đấy anh nào hỏi ấy, nhìn đâu biết âm dương ấy, thì chúng ta sẽ nhìn được trên sơ đồ, chúng ta nhìn được là cái gì, nguồn VCC nó sẽ là nguồn nuôi. Mà bộ ba cái phần cảm biến nào mà có ba dây thì bao giờ nó cũng phải có nguồn nuôi, được chưa? Có một nguồn là nguồn gì, nguồn VCC nó cấp cho. Được chưa? Và tiếp theo là nguồn mát của cảm biến. Tất cả nhiều anh em là chúng ta phải sử dụng mát cảm biến nhé, không sử dụng mát khung. Vì tại vì sao ấy, nó không ổn định để cho khi chúng ta đọc trên máy chẩn đoán nó sẽ thấy được nó sẽ bị nhảy, nhảy số liên tục, nhảy số liên tục, nó bị nhiễu, nhiễu bị nhiễu ảnh hưởng. Thì khi bị nhiễu rồi thì e xem nó không thể nào mà nó chính xác là được tính toán được. Nên là mọi người phải để ý là gì, chúng ta không lên lên lấy cái mát mát khung cho vào để dùng cho cảm biến, vì nó sẽ gây ra hiện tượng bị nhiễu, nhiễu cảm biến, được chưa? Thì bản chất là như vậy thôi. Rồi thì lúc nãy em chia sẻ cho mọi người là gì, chúng ta thấy là gì, cái nguồn điện này nó cấp ra thì bản chất là gì, nó thay đổi lúc nãy thì phần cảm là cảm nhận cái áp suất của cái buồng đốt, đúng không ạ? Rồi tiếp theo cái biến ở đây là gì, biến đổi cái điện áp của nó thay đổi ra để nó gửi về ECM, nó trong giải, tức là từ từ bao nhiêu, từ 0,4 0,5V cho đến 3,43V, nó cứ thay đổi liên tục. Nên tại sao em nói rất mọi người đừng đo, mà chúng ta phải nhìn trên máy chẩn đoán, nó rất là dễ, được chưa? Rất là dễ để chúng ta xác định hơn, dễ hơn, dễ dàng hơn rất nhiều, mà chính xác hơn rất nhiều và rút ngắn thời gian hơn rất nhiều cho mọi người. Đừng nên chúng ta dùng phương pháp là đo, nếu chúng ta không có máy chẩn đoán thì bắt buộc chúng ta phải đo và chúng ta phải nhớ. Thì lúc vừa rồi chúng ta em chia sẻ cho mọi người là chúng ta không phải nhớ màu dây, không phải nhớ cái phần tài liệu quá nhiều, là chúng ta sẽ nhìn thấy bức tranh sơ đồ nguyên lý, chúng ta đã nhìn được cái vị trí của nó rồi và vì nhìn được cái màu dây của nó rồi để chúng ta xác định được, để chúng ta đo. Và chúng ta muốn đo thì chúng ta phải xác định được màu dây, được chưa? Vị trí thì ở đây mọi người thấy là gì, nó sẽ lỗi trong giải. Nhưng lúc nãy có anh nào hỏi ấy, thì lỗi trong giải là từ nó sẽ có phần một cái giá trị điện áp nào đó nó nằm ở trong cái vị trí từ 0,5V đến 3,41V, tức là ví dụ như là nó 0,6V nó không báo lỗi, được chưa? Hoặc là nó gì, nó 3,40V nó cũng không báo lỗi. Đó là một cái mà tại sao em nói là nó là phân tích là lỗi trong giải và lỗi ngoài giải. Được chưa? Mọi người để ý là gì, chúng ta sẽ nhìn thấy được ở đây, nhìn thấy đây. Đó. Thì đấy là lỗi trong giải và lỗi ngoài giải. Được chưa? Lỗi trong giải và lỗi ngoài giải. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy chưa, nếu chúng ta cái điện áp này gửi về ECM ấy mà nó nằm ngoài hai con số này, tức là gì, nằm ngoài ví dụ nó hướng về không, tức là 0,4V là nó cũng báo lỗi, và hướng lên gì 3,42V nó cũng báo lỗi,
được chưa, báo lỗi. Được chưa mọi người để ý này, tất cả cảm biến gửi về ECM mục đích là gì? Để thay đổi cái góc đánh lửa và thay đổi cái gì? Thời gian phun xăng và góc cái thời điểm phun xăng, được chưa? Bản chất như vậy thì bản chất là gì, nó điều khiển như nào? Bản chất là gì, nó điều khiển cái dập mát cho cái cảm biến thôi, à cho cơ cấu chấp hành, được chưa? Ví dụ như cuộn cuộn đánh lửa thì nó sẽ dập mát cho gì, cuộn sơ cấp. Rồi thì tiếp theo là kim phun thì nó dập mát cho kim phun, tức là gì, chúng ta không cần thiết phải qua ECM mà chúng ta dí ra mát thì kim phun tự động nó phun. Bản chất là gì, cứ kín mạch nó hoạt động là như vậy thôi, được chưa? Rồi thì đây là một cách mà nhiều anh em mà chúng ta hay nhớ cái kiểu thông số ấy, thì chúng ta sẽ nhìn trên máy trên cái phần sơ đồ hoặc là trong cái phần tài liệu mà mọi người hôm trước em hướng dẫn mọi người trong cái phần phần mềm ôn mô tô ấy, được chưa? Ôn mô tô thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là chúng ta sẽ mở cái tài liệu ra tìm đến cái phần cái trang nó ghi là gì, cảm biến MAB, thì chúng ta sẽ biết được cái thông số của nó như thế nào, màu dây ra làm sao. Nhưng chúng ta lại phải đi mở cuốn tài liệu đó ra, rất là mất thời gian, hoặc chúng ta phải đi tìm. Nhưng nếu chúng ta đi phân tích sâu ấy thì chúng ta vẫn phải tìm cái phần này, nhưng phần này chúng ta cũng ít khi phải sử dụng đến. Nhưng mà nếu cần thì chúng ta sẽ tìm được trên phần mềm ôn mô tô đều có hết nhé, được chưa? Thì những lúc nếu mà chúng ta cần ấy thì rất nhiều tài liệu cho chúng ta biết được là chân số 1 là chân gì, chân số 2 là gì, chân số 3 là gì, số 2 là số 3 là gì, thì chúng ta đừng quan tâm. Thì thay vì như vậy thì chúng ta sẽ nhìn được cái sơ đồ, chúng ta xác định được ngay nó là gì, chân nào là chân gì, tín hiệu gửi về, chân nào là chân nguồn cho cảm biến MAP, chân nào là chân mát cho MAP, được chưa? Rồi thì đấy là cách mà em nhìn mọi người đọc được cái bức tranh sơ đồ nguyên lý này, được chưa? Cảm biến số 1, lỗi số 1 tức là cảm biến MAP, thì chúng ta nhiều anh em hỏi là cái nhớ mã lỗi thì gần như không phải nhớ nữa. Vì tại vì sao ấy? Thứ nhất là tranh sơ đồ nó có rồi, và thứ hai nữa anh em nào sử dụng máy chẩn đoán thì đều nhìn thấy ngay. Và thứ ba nữa là mà chúng ta xử lý bằng cái biểu hiện lỗi thì rất là đơn giản, thường là 80 khoảng 70 80% nó là đứt dây, được chưa? Đứt dây. Còn thường là cảm biến lỗi là lỗi trong giải nhiều hơn là lỗi cảm biến lỗi ngoài giải, được chưa? Rồi thì đấy là cái bức tranh em chia sẻ cho mọi người, thấy được cái bức tranh sơ đồ nguyên lý nó rất là dễ, rất là hay, rất là cho chúng ta rất là nhiều thông tin ở trên này. Mọi người quan trọng là mọi người phải khai thác nó ra thôi, được chưa? Rồi cảm biến MAP, được chưa? Hôm nay ngồi hôm nay trong này nhà nó hơi nóng mọi người ạ, ngồi hơi nóng. Rồi thì cảm biến MAP là tác động như vậy thôi. Còn cái phần mọi người đang hỏi phân tích ấy, mọi người đang hỏi phân tích thì chúng ta sẽ không phân tích ở đây, chúng ta sẽ phân tích vào hệ thống nhiều hơn, được chưa? Phân tích vào hệ thống nhiều hơn, cảm biến MAP, được chưa? Anh chưa tìm đến cái phần mềm đó thôi, anh chưa tìm đến cái tắc cái phần ở đó thôi, được chưa? Còn trên mỗi một cái phần mềm ấy, anh chọn đúng một đời xe nó sẽ có rất nhiều cái thông số, rất nhiều thứ ở bên trong, được chưa? Rất nhiều bên trong đó. Cái này mọi người sẽ phải thấy là chúng ta sẽ phải có nhiều cái phương pháp, ví dụ như là chúng ta sẽ thấy được là thay đổi nhiệt độ hay thay đổi độ cao nó cũng liên quan đến cảm biến MAP, cảm biến MAP nó cũng sẽ thay đổi theo. Nên là chúng ta cái này chúng ta sẽ đi cái phần chia sẻ trên này, em sẽ không đi sâu vào phần đó, được chưa? Bật điều hòa rất hơi nóng. Rồi cái phần MAP thì em chia sẻ ở đây thôi, thì MAP nó cũng rất là hay, nhưng chúng ta sẽ phân tích vào phần hệ thống nó hay hơn là chúng ta phân tích ở trên này. Phần chúng ta phần cảm biến MAP chúng ta sẽ nhìn nhận được qua nó một chút như này là được rồi, được chưa? Chúng ta chỉ quan tâm thứ nhất là chúng ta nhìn được cái bản chất của cảm biến MAP là gì, là nó sẽ lấy được cái tín hiệu gì, thay đổi cái áp suất của hút, đúng không ạ, gửi về ECM để ECM nó tính tải được động cơ để tính toán làm sao để phun xăng rồi gì, đánh lửa, thay đổi góc đánh lửa và thay đổi thời gian phun xăng, thời điểm phun xăng, thời điểm đánh lửa, được chưa? Bản chất là như vậy. Rồi chúng ta chuyển sang cái phần cảm biến tiếp theo, được chưa? Cái nhiều anh em hỏi ấy, nhìn thế nào trên máy chẩn đoán ấy, thì chúng ta cái đấy thì em sẽ phân tích vào hệ thống nhiều hơn, chúng ta sẽ không phân tích ở trên đây. Cái phần này nó rất là hay, cảm biến MAP rất là hay, khó cũng hơi khó phân tích, được chưa? Và rất là hay khi chúng ta vào phần hệ thống. Được, chờ em chút, bật quạt điều hòa hơi nóng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sang cảm biến MAP, cảm biến VS. Được chưa? Cảm biến VS.
Em sẽ không phân tích sâu về trên máy chẩn đoán phần này. Phần này nó xem chúng ta sẽ đi vào hệ thống. Phần này sẽ đi vào hệ thống, được chưa? Chúng ta sẽ đi vào hệ thống. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ cảm biến sang cảm biến VS. Cảm biến VS. Nếu mà để phân tích sâu ấy thì thực ra nếu mà ở đây chúng ta có giao tiếp hỏi đáp thì nó sẽ ra nhiều vấn đề hơn. Thì thay vì chúng ta ngồi đây thì em một mình nó rất là khó chia sẻ, được chưa? Vâng, đang rất là nóng. Vâng, vẫn hoạt động bình thường nhá anh nhá. Cảm biến VS là gì? Chúng ta sẽ chuyển sang phần cảm biến VS. Cảm biến VS. Rồi, thì mọi người thấy là gì? Trên cảm biến VS, được chưa? Cảm biến VS là gì? Để mục đích là gì? Chúng ta thấy được gì? Mục đích là để gì? Xác định tốc độ của bánh xe, tốc độ của bánh xe, được chưa? Tốc độ của bánh xe để gửi về cho ECM, ECM tính toán được là gì? Vòng cái tốc độ để tính toán được cho là gì? Để tính toán được cho, để kích hoạt được chế độ Any Stop, được chưa? Kích hoạt cho Any Stop. Rồi, thì cảm biến VS thì mọi người thấy thường nó sẽ là cảm biến 3 giây. Nhưng đối với những đời sau này mọi người thấy ở trên hệ thống phanh ABS nó chỉ sử dụng 2 giây thôi. Nó sẽ bỏ đi cảm, nếu xe nào có cảm biến có phanh ABS thì nó sẽ bỏ đi cảm biến VS, được chưa? Giống như SH nó cũng vậy, bỏ đi rồi. Nó sẽ thay bằng cảm biến VS, thay cái cảm biến của hệ thống phanh ABS, được chưa? Vâng, hôm nay hơi nóng ạ. Ngồi trên phòng hơi nóng. Ngoài Hà Nội bắt đầu nóng rồi ạ. Rồi, đây là cái hình ảnh thực tế của mọi người này. Thì cảm biến VS này thường nó rất ít khi hỏng mọi người nhé, rất ít khi hỏng, được chưa? Thì bản chất cảm biến VS này nó là một con cảm biến hôn. Mọi người là lên trên mạng, hôm trước em những cái phần đầu tiên em hướng dẫn mọi người là gì, chúng ta tìm kiếm ở trên mạng ấy, tìm hiểu về cảm biến hôn là gì, chúng ta sẽ tìm được rất là nhiều thứ liên quan đến cảm biến hôn, và bản chất của cảm biến hôn là gì chúng ta sẽ đều tìm hiểu được, được chưa? Vâng, đang hơi nóng anh ạ. Được chưa mọi người? Đó, thì đây là gì? Cảm biến VS. VS là để xác định tốc độ của gì? Của bánh xe, để báo lên thì vận tốc của km của chúng ta. Vâng, đây là cái chúng ta chuyển sang VS rồi nhé. Đấy, cảm biến VS thì báo là gì? Nó thường mọi người thấy là gì? Nó sẽ nằm ở cục đằng sau là bánh răng lắp của chúng ta, cái lắp đằng sau của chúng ta, hoặc là nằm ở trục nhôm, trục số của chúng ta, trục bánh răng số. Thì đấy là cái phần nó sẽ làm cảm nhận được bằng qua cái từ trường, được chưa? Thì bản chất cái cảm biến VS này rất là hay, nó giống hệt như mọi người đang làm trên con cảm biến gì CKV, nó giống hệt nhau, được chưa? Bản chất như vậy, nó cũng sử dụng 3 chân. Thì cảm biến VS này có hai loại, là một loại sử dụng nguồn 12V và một loại sử dụng gì nguồn 5V, được chưa? Sử dụng nguồn 5V. Thì bản chất của cảm biến như sau. Thì để ý mọi người để ý nhé, cảm biến VS này có hai tác dụng, là gì? Báo về tốc độ và km/h, và thứ hai nữa là báo về hệ thống Any Stop. Ví dụ như những xe đời sau này chúng ta thấy là gì, có hệ thống Any Stop, hoặc là ví dụ như những xe Vision, mọi người đã thấy chưa, có cảm biến VS nhưng mà nó vẫn có dây công tơ mét bình thường. Đấy, thấy chưa? Thì cảm biến VS này nó không sử dụng để cho báo về km nữa, mà nó chỉ dùng tác động đến cho ECM để ECM tính toán được là gì, kích hoạt hệ thống Any Stop. Rồi thì VS của nó vẫn sử dụng dây cơ khí, đúng không ạ? Giống như cái chiếc xe lô ra của chúng ta cũng vậy, nó cũng sử dụng cơ khí nhưng mà trên đồng hồ nó vẫn báo lỗi, đấy ạ, báo lỗi VS. Vâng, thế là hình ảnh thực tế của nó sử dụng 3 giây, đấy ạ, cũng đều như vậy, là có một sử dụng nguồn 12V, nó có nghĩa là nguồn cấp vào, cũng có nghĩa là 12V, có nghĩa là nguồn 5V hoặc 12V đều được, và thứ hai đó là dây mát, và thứ ba nữa nó sẽ sử dụng đó là gì, dây tín hiệu gửi về ECM hoặc là gửi lên đồng hồ. Thì tí nữa chúng ta phân tích được cái cảm biến này VS này là gì. Nhiều anh em đang đo sai hướng là gì, chúng ta đo bằng cách là nghĩ là nó cấp ra cái nguồn điện ấy, nó không phải đâu. Thì tí nữa chúng ta phân tích, được chưa? Rồi, thì cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống của cảm biến VS, thì bản chất cảm VS là một cảm biến hôn. Thì cảm biến hôn là như thế nào thì mọi người có thể chúng ta sẽ tìm được trên máy trên cái phần mềm trên Google, chúng ta search ra cảm biến hôn là gì, chúng ta gõ ra thì nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều thứ liên quan đến cảm biến hôn. Thì mọi người em phân tích trong những cái bài trước ấy, chúng ta có thể tìm được trên Google rất là nhiều thứ để chúng ta thông tin. Thì cả hình ảnh em đang lấy ở đây thì cũng đều là lấy trên Google mà ra, chứ không phải là em nghĩ ra được cả, được chưa? Đều lấy trên Google rồi, tổng hợp lại rồi, được chưa? Gồm một cảm biến này và một âm châm là bên trong bánh răng của trục quay. Ví dụ như là mọi người thấy là gì, khi chúng ta tác động lại nhìn cái hình ảnh mà em chia sẻ cho mọi người ấy, thì đều có gì, chúng ta thấy được là gì, chúng ta thấy có một cái đỉnh răng và một điểm quyết, tức là một cái đỉnh răng quét qua thì nó sẽ báo cho một điểm là một là dập mát,
được chưa? Là dập mắt hoặc là gì, hoặc là đóng lại. Thì đấy là tí nữa thì em sẽ hướng dẫn bằng cái sơ đồ thì nó dễ hình dung hơn. Đây ví dụ như này, chúng ta thấy được cái hình ảnh như sau, hình ảnh như sau. Thôi đi, để em tra cứu ra được chưa? Rồi thì mọi người thấy là gì, khi bánh răng này nó quay này, nó có một đỉnh đi ra. Vâng, 8 giờ anh nhá. Thì chúng ta sẽ nhìn được này, thì cái mỗi một đỉnh răng đi qua nó sẽ báo cho chúng ta được một cái xung hoặc xung. Anh em nào chúng ta phân tích trên các cái phần thiết bị là thì máy hiển thị sóng thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ hiển thị như thế nào, được chưa? Nó sẽ hiển thị bằng bằng xung, bằng dập mát có tín hiệu giống như là cái bằng cái bảng mã lỗi mà anh em nào nhìn đấy. Không anh nhé, chúng ta chỉ cần có nguồn 12V nuôi cho nó được thôi, nó là nguồn nuôi, được chưa? Nguồn nuôi thôi, không có gì cả. Chúng ta lấy 12V cho nó thôi, là nguồn cấp cho nó, được chưa? Mát và nguồn mát nữa, được chưa? Mát thì vẫn lấy mát khung bình thường, không vấn đề gì cả. Được chưa? Mát lấy mát khung được, cái phần này lấy mát khung được thì tại vì sao ấy? Chúng ta lại cùng phân tích này. Được chưa? Rồi, chúng ta lại phân tích sơ đồ. Thì ở cái phần sơ đồ clip 110 thì mọi người sẽ không thấy được cảm biến VS đâu, được chưa? Vì nó không có cảm biến VS thì chúng ta phân tích sang sơ đồ của lít 125 nó sẽ có cảm biến VS cho mọi người. Thì đây mọi người sẽ phân tích trên sơ đồ này. Thì bây giờ chúng ta lại phải nhớ màu dây này là dây nào là dây cảm biến tín hiệu về ECM, đúng không ạ? Đúng ạ, đúng ạ. Thì đây là trên là sơ đồ nguyên lý nhé. Nguyên lý nó sẽ không chỉ thị cho chúng ta biết là cái dây nào nối với lên đồng hồ đâu. Đây là sơ đồ nguyên lý. Còn anh em nào muốn chi tiết về là dây nào đây lên đồng hồ ấy, thì chúng ta sẽ nhìn vào sơ đồ lắp ráp. Vì nguyên lý nó không liên quan đến đồng hồ thì nó sẽ không ghi vào đây, nó không vẽ ở đây. Nên tại sao nhiều anh em chúng ta nhìn vào sơ đồ nguyên lý lại không có những cái phần này và phần kia, thì nó là gì, nó bóc tách đi vì nó không liên quan đến phần này. Thì nó sẽ bóc nó lược đi để cho đơn giản đi hóa để cho mọi người nhìn. Thì đây mọi người xác định được cho em là gì, trên máy trên cái phần sơ đồ nó đã có rồi. Nên là rất nhiều anh em chúng ta hỏi là in những cái sơ đồ nào ấy, thì em chỉ nói chúng ta chỉ cần hai sơ đồ nguyên lý thôi, một sơ đồ của 110 và một sơ đồ của 125 là chúng ta thấy được, là chúng ta phân tích được là vào hệ thống đề ACG. Và rất nhiều anh em chúng ta bóc tách ra có cái phần hệ thống khởi động ACG ấy, một bức tranh ấy, thì chúng ta sẽ không cần phải như vậy đâu, chúng ta sẽ nhìn được trên bức tranh tổng thể này để chúng ta đều làm được chưa? Chúng ta nhìn được bức tranh sơ đồ nguyên lý này, chúng ta cũng không cần thiết phải bóc tách ra cái hệ thống này đánh lửa này, tức là mạch đánh lửa đấy, hoặc là mạch khởi động này, hay là mạch của gì hệ thống ACG ấy, thì chúng ta sẽ không cần phân tích. Và sau những buổi sau em sẽ phân tích cho mọi người xem cảm biến cái phần ACG nó cũng khá là đơn giản, nó không quá phức tạp như mọi người đang nghĩ, được chưa? Mọi người đang hoang mang thì bản chất nó là gì thôi, được chưa? Mọi người hiểu được bản chất thì nó sẽ thấy nó đơn giản đi rất nhiều. Thì tại vì sao em nói là gì, những cảm biến CKB người ta chạy bao nhiêu năm có hỏng đâu, và đến mình cứ hỏng liên tục, đúng không ạ? Chúng ta phải phân tích như vậy. Còn rất nhiều nguyên nhân xảy ra nên là có nhiều tình huống lắm, thì mọi người cũng phải thực tế trên xe chúng ta mới làm, chứ em không bao giờ em chia sẻ cho mọi người là bản bệnh như thế nào cả, mà chúng ta lại lưu ý điểm nào thôi, được chưa? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ vào phần cảm biến VS. Thì ở trên này những đời xe có cảm biến VS bằng điện tử này thì nó sẽ có báo lỗi, được chưa? Thì mã lỗi của nó đây chính là mã lỗi 11 cảm biến VS. Thì tại sao em nói là gì, chúng ta không cần phải nhớ làm gì, vì tại sao ấy, thì trên sơ đồ chúng ta có rồi. Thì bức tranh ấy chúng ta treo vào hàng ngày ở nhà ấy, thì ngày nào chúng ta cũng nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta tự nhiên chúng ta thuộc, còn chúng ta chả cần thuộc nữa, chúng ta chỉ cần khi khách hàng đến mà báo lỗi 11 chẳng là lừa chúng ta, chưa lừa chúng ta chưa cắm máy, chúng ta sẽ nhìn đếm đèn thì chúng ta sẽ nhìn được trên máy trên tranh sơ đồ chúng ta sẽ nhìn được đó là gì, báo mã lỗi số 11 a đây nó là báo lỗi VS. Đây là người ta sẽ báo được VS. Và thứ hai nữa, chúng ta sẽ xác định được cái đâu là cái dây nguồn, đâu là dây mát, được chưa? Thì những lúc anh nào anh nói là gì, chúng ta lấy nếu mà không có 12V ấy, anh nào nói là không có 12V thì lấy sau khóa được không ấy, thì đều được anh nhá, đều được. Đây chúng ta nhìn sơ đồ này, chúng ta sẽ nhìn sơ đồ được đây này. Nó lấy nguồn sau khóa luôn này, được chưa? Đấy, nó lấy cả hệ thống sau khóa luôn này. Đó. Nó lấy vào đây, nó nối vào đây, được chưa? Nó lấy nguồn sau khóa nó cấp cho cả biến VS. Được chưa? Cảm biến VS. Nên là tại sao ấy, anh cứ cấp cho nó 12V là đều được, miễn là có nguồn 12V trên xe là nó sẽ sử dụng được. Và thứ hai nữa là chúng ta sử dụng cái nguồn của cảm biến VS này, nó không cần nhất thiết là phải lấy ở cảm biến chân số 4 chân nguồn của cảm biến, mà nó sẽ lấy trực tiếp vào mắt khung được. Được chưa? Lấy trực tiếp mắt khung được. Mọi người nên nhớ cảm biến VS rất dễ, không có gì cả. Được chưa? Thì tí nữa ta lại phân tích nữa, nó là bản chất của nó như thế nào, bản chất của nó là chỉ là dập mát thôi. Thì tí nữa thì mọi người, nhiều anh em thì chúng ta đo cái điện áp đây này, hay là đo ấy, thì chúng ta đang có một cái như sau, thì tí nữa hướng dẫn mọi người đo. Và rất nhiều anh em chúng ta chia sẻ cho chúng ta là gì, chúng ta sẽ chỉ cần lấy bóng đèn led chúng ta quay bánh để chúng ta thử xem là cái cảm biến VS này còn sống không, thì chúng ta sẽ kiểm tra được, đúng không ạ? Thì đó là một cái cách cũng rất là hay, chúng ta sử dụng đèn led. Thì bản chất của nó như thế nào ấy, chúng ta tí nữa chúng ta sẽ phân tích vào cảm biến, được chưa? Rồi
Thì đấy mọi người thấy ra thì cái bức tranh sơ đồ của chúng ta nó hữu ích chưa ạ? Chúng ta đã nhìn được cái thứ nhất là mã lỗi, thứ hai nữa là màu dây. Màu dây thì thứ hai là chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta có lấy được ở nguồn ở ngoài không. Có lúc nào anh nào đang hỏi là chúng ta có lấy được nguồn ở ngoài không, được chưa? Mạng tốt anh nhá, thì chúng ta sẽ nhìn được là gì, lấy được ở ngoài không thì chúng ta sẽ nhìn được ngay. Ví dụ như là nó không cho lấy ở nguồn ngoài thì tức là nó chạy thẳng về eSIM. Còn nếu nó cho lấy nguồn ngoài lối vào tất cả các tải khác thì chúng ta lấy đều bình thường, được chưa? Thì chúng ta sẽ, tại sao nó là cái phân tích sơ đồ nguyên lý cực kỳ hay, chúng ta không phải nhớ gì cả, lý do là chúng ta phải có phương pháp chúng ta khai thác cái bức tranh này ra cực kỳ hay luôn, được chưa? Thì sau những cái phần sau ấy, em sẽ chia sẻ cho những anh trong cái nhóm phân tích sơ đồ ấy, đọc hiểu sơ đồ thì nó sẽ rất là cực kỳ hay. Và tại sao ấy, chúng ta nhìn được nó là điện áp, nhìn ra đâu là dây tín hiệu. Ví dụ chúng ta nhìn trên sơ đồ, chúng ta nhìn được cái đây màu dây này, chúng ta biết được nó là dây tín hiệu. Tại vì sao ấy? Vì nó là led đứt, được chưa? Nó có mất, nó là tín hiệu xung, được chưa? Cái xung càng nhiều gửi về xem càng nhiều thì nó tính là gì, nó tốc độ càng cao, được chưa? Nó mau hơn, gọi là xung mau xung thưa, được chưa? Mau xung thưa. Nếu nó mau thì làm sao ạ, thì nó sẽ là tốc độ đang chạy tốc độ rất là cao, hoặc là thưa ra. Nếu anh em nào chúng ta phân tích, nếu anh em nào nhìn đã học qua cái lớp ABS của bên AutoShop, đã được nhìn trải nghiệm qua, nhìn cái máy chẩn đoán máy hiển thị sóng, tức là chúng ta quay chúng ta sẽ nhìn thấy được là gì, là cái đỉnh xung nó thưa hay mau, được chưa? Thưa hay mau. Nếu thưa thì nó là gì, bánh xe đang quay chậm, và thì mau nó biết là gì, động là bánh xe đang quay rất là nhanh. Đó là một cái xác định đó, để nó tác động lên đồng hồ, được chưa? Để báo tốc độ động cơ. Và thứ hai nữa là báo gì về eSIM để tính toán được, mọi người biết là nó sử dụng để tính toán được hệ thống anisotop, được chưa? Vâng, tí nữa thì sẽ đời nào nguồn 5V, được chưa? Tí nữa chúng ta sẽ phân tích. Vâng, mạng xem tốt anh nhé, mạng xem bình thường, không vấn đề gì đâu ạ, mạng xem bình thường, được chưa? Thì đây là cảm biến VS, được chưa? Cảm biến VS nó rất là đơn giản thôi, được chưa? Rất đơn giản. Và em chia sẻ thêm là gì, nhiều anh em chúng ta đang in sơ đồ ấy, in sơ đồ bên em ấy, thì thực ra là em không nghĩ là mọi người in nhiều như vậy, được chưa? Nên là thời gian vừa qua, rất 2 ngày vừa qua, là có thể 2 đến 3 ngày vừa qua là có rất nhiều anh em có thể gọi điện cho em không được. Là vì sao? Vì gọi điện liên tục để liên hệ với mọi người để chốt cái số tranh. Em không nghĩ là nhiều như vậy, nên là bây giờ mà bảo, thực ra là cái này tranh đó thì em không phải là lấy lợi nhuận, được chưa? Thứ nhất em chia sẻ cho mọi người là gì, khi em phân tích ở trên này thì mọi người phải có tranh, mọi người nhìn vào rồi mọi người vẽ và mọi người sẽ mới hiểu được vấn đề. Và thứ hai nữa là em muốn quảng cáo cái tên tuổi của em một chút vào bức tranh đó, nên tại sao em nói là gì, có một cái phí là phí dịch vụ, được chưa? Nên là lý do là như vậy. Rồi thì tại vì vừa rồi thời gian vừa qua là gì, in số lượng quá nhiều nên là gì, nó bị kéo dài thời gian và bị tự động lặp đi lặp lại. Nhiều anh em mà chúng ta sẽ bị phải nghe được là lần thứ hai, lần thứ ba là lý do là bị lặp lại vì comment quá nhiều nơi, được chưa? Quá nhiều nơi nên là khi tổng hợp lại nó bị lẫn lộn, được chưa? Mọi người thông cảm. Cái tranh sơ đồ nguyên lý thì tí em sẽ phân tích cho mọi người cái tranh sơ đồ nguyên lý, tại sao em phải chia sẻ cho mọi người là chúng ta chỉ cần vài bức tranh như vậy thôi. Có rất nhiều anh em chúng ta yêu cầu là tranh của những cái đời xe này đời xe kia, thì ra mà mọi người nên hiểu là chúng ta hiểu bản chất đã. Thì xe nào cũng vậy, nó chỉ thay đổi cái chân, vị trí chân thôi, đảo vị trí thôi. Vâng. Thì khi mọi người nhìn tranh, mọi người phân tích như em trên phân tích trên này thì mọi người rất là dễ hiểu. Và sau này ấy, những anh em đó, những cái buổi trước em muốn chia sẻ vào cho cái nhóm phân đọc hiểu phân tích sơ đồ, nhưng mà sẽ có, em chắc chắn là cái nhóm đấy em sẽ phải lại đọc lại nhóm và có cái nội quy. Vì sao? Vì mình chia sẻ cho, nhưng mà nhiều người vẫn không tôn trọng, được chưa? Vì miễn phí nên mọi người không tôn trọng, nên là cái đấy em sẽ phải tính toán lại, nên mọi người hiểu thông cảm. Tại vì sao hôm trước em đang em chia sẻ cái phương pháp đọc hiểu sơ đồ và nhìn được cái tín hiệu điện áp, nhưng rất là nhiều vấn đề xảy ra, nên em sẽ dừng lại ở phần này. Và em sẽ chia sẻ hiện tại là em sẽ chỉ chia sẻ cho những anh em nào đang đặt tranh bên em, được chưa? Lý do vì sao? Vì em khi mọi người đã có tranh rồi thì mọi người phải đọc được nó, nên em phải có trách nhiệm với mọi người. Tự nhiên em không có vấn đề gì lợi nhuận trong phần tranh mà em lại phải có gì trách nhiệm để chỉ cho mọi người, đó là một cái mà em đang phải sắp xếp, được chưa? Rồi, đấy là một cái mong muốn của em chia sẻ với mọi người thôi. Nhưng mọi người đang có nhiều anh em chúng ta hiểu nhầm là chúng em phải bán tranh với mọi người ấy. Mọi người đang có một suy nghĩ là lệch lạc, em thì em không phải như vậy, được chưa? Rồi mọi người hiểu cái phần chia sẻ trên cái phần đọc hiểu sơ đồ chưa? Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm tiếp tục về cái phần cảm biến VS. Dạ, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu trên sơ đồ, chúng ta nhìn được cái thứ nhất. Được rồi, đây là rất đây, từ em chia sẻ lại tiếp này. Khi chúng ta quay lại sơ đồ này, chúng ta quay lại sơ đồ, chúng ta sẽ nhìn này. Ví dụ như chúng ta sẽ phải tìm ra cái bức tranh để
Khi thay vì chúng ta phải nhìn ra những bức tranh, những cuốn tài liệu để ghi cho chúng ta biết từng chân, từng chân, từng chân, từng chân tín hiệu một, đúng không ạ? Thì chân nào là chân nguồn, chân nào là chân mát và chân nào là chân tín hiệu gửi về. Thì thay vì như vậy thì chúng ta sẽ nhìn được. Thì mọi người nhìn được là gì? Chúng ta sẽ nhìn được ngay trên sơ đồ nguyên lý này chúng ta sẽ nhìn ngay được đó là màu nào là gì? Màu gì là chân tín hiệu nào và vị trí chân là bao nhiêu, chúng ta sẽ nhìn được ngay trên này. Chúng ta không cần phải thiết phải nhớ cái từng chân tín hiệu. Ví dụ như chân cảm biến VS này là chân, này là chân nguồn hay chân này là gì, chúng ta sẽ không cần phải nhớ nhiều, chúng ta sẽ nhìn được ngay trên cái sơ đồ nguyên lý. Được chưa? Sơ đồ nguyên lý này cho chúng ta được cái rất là hay, đó là gì? Chân nào là chân nguồn, chân nào là chân mát và chân nào là chân tín hiệu. Đó chúng ta sẽ nhìn, chúng ta không phải xác định được cái cảm biến nó là chân nào nữa, được chưa? Chúng ta sẽ nhìn được ngay. Đó là cái phương pháp mà chúng ta đọc được sơ đồ, mà sơ đồ chúng ta lại không phải mở tài liệu nhiều, không phải xem quá nhiều, mà chúng ta sẽ nhìn được ngay vào trên bức tường của chúng ta. Thì tại vì sao em chia sẻ cho mọi người là nên có những bức tranh sơ đồ nguyên lý này? Vì mọi người thường xuyên khó học một hôm hai hôm hiểu được lắm, mà ngày nào chúng ta cũng đều học, không phải đi học nữa mà ngày nào cũng học, được chưa? Ngày nào cũng nhìn thấy nó, ngày nào cũng học được, được chưa? Đó là một cái cách học mà em chia sẻ cho mọi người là nhanh nhất và hay nhất. Chúng ta tài liệu chúng ta không mở ra đâu, được chưa? Vâng, cái phần mềm mà cái sơ đồ nguyên lý ấy, mọi người kiếm được tất cả trên sơ đồ, trên phần mềm Onmoto đều có, nhưng nó sẽ không in được to, nên em muốn chia sẻ cho mọi người là in tranh to, được chưa? Cái phần tranh này thì mọi người sẽ inbox riêng cho em, vì thời gian vừa qua nó rất nhiều hiện tượng xảy ra, rất nhiều thứ xảy ra, nên em sẽ cái này em sẽ làm một cái nhóm riêng. Và em thông báo lại một lần nữa là những anh em nào thông đã đặt tranh vào trong thời gian vừa qua, đã có nhân viên bên em gọi lại bằng cái số chính số điện thoại của em, thì mọi người đã được chốt danh sách và sẽ gửi vào trong ngày mai. Ngày hôm nay vẫn chưa kịp vì in quá nhiều nên là hiện tượng là in không kịp, được chưa? Số lượng quá nhiều luôn ạ, số lượng quá nhiều nên là tại sao ấy thì mọi người sẽ bị chậm lại. Và thứ hai là cái phần phân tích sơ đồ nó đông quá, lớp đông quá nên em sẽ bóc tách ra và em sẽ chia thành từng nhóm lớp một để em chia sẻ cho mọi người được một gọi là chất lượng hơn, được chưa? Nên là những anh em nào đặt tranh thì em mới chia sẻ, vì cái chia sẻ tại sao em phải có trách nhiệm với mọi người ấy, là khi bán chia sẻ cho mọi người bức tranh này thì em phải chia sẻ cho mọi người cách đọc, chứ không phải em bán cho mọi người. Chia sẻ cho mọi người xong về mọi người là gì? Để đấy, nó bằng thừa, nó không có ý nghĩa. Nên em muốn chia sẻ cho mọi người là mọi người phải đọc được, phải hiểu được nó, được chưa? Đấy là cách mà em muốn làm. Và em muốn gắn cái tên của em vào đó, thì đó là một hình thức quảng cáo của em, chứ không phải là em lợi nhuận trong bức tranh này. Nếu anh em nào in có khi còn rẻ, còn đắt hơn, được chưa? Đấy, em in số lượng thì nó sẽ rẻ hơn. Đó. Và thứ hai là bức tranh này mọi người mua về mọi cân nhắc, vì mọi người mua về mọi người phải mất tiền, mọi người đóng tranh nên cân nhắc, được chưa? Và thứ ba là cái bức tranh này nó giá trị, khi em khai thác ra em phân tích cho mọi người thấy mới thấy được nó là giá trị, đấy chứ, mới thấy được nó giá trị như nào thay cho bao nhiêu cuốn tài liệu mọi người đang cầm, đấy chứ, mà ngày nào chúng ta cũng học, ngày nào chúng ta cũng hiểu. Đó là một cách học đơn giản nhất. Thứ hai nữa, thứ ba nữa, thứ tư nữa, nó là gì? Chúng ta treo lên cửa hàng của chúng ta thấy được nó là gì, một cái gì rất là cảm giác nó chuyên nghiệp hơn, đấy chứ, chuyên nghiệp hơn, có một vấn đề nó công nghệ hơn. Đó là một hình thức. Và em sẽ chia sẻ nhóm ra nhé. Cái mọi người đừng nhanh em là vội, vì chắc chắn là phải hết tuần này sang tuần sau thì bắt đầu là gì, là mọi người sẽ có vào trong cái em sẽ tạo ra một cái group riêng, chia từng nhóm một, nhỏ một, để cho mọi người được để cho mọi người là gì, chúng ta đều có thể cập nhật được, đều chia sẻ được đến cái chất lượng nhất đến mọi người, chứ không phải là ào, được chưa? Đấy là một cái mong muốn của em. Rồi tiếp theo chúng ta lại quay lại trở lại phần cảm biến, được chưa? Rồi tiếp theo thì bản chất của cảm biến như nào thì chúng ta cùng phân tích như sau. Mạng có vấn đề gì không ạ? Em thấy có vẻ bị lag phải không ạ? Mọi người thử comment giúp em. Rồi chúng ta sẽ tìm về phân tích về cảm biến giúp em, được chưa? Phân tích chúng ta sẽ bản chất của cảm biến này là gì, bản trên cảm biến gì VS. Nó bản chất nó là một con cảm biến hôn. Anh em nào mà chúng ta sẽ hôm như lúc nãy em chia sẻ với mọi người là chúng ta sẽ nhìn được trên tìm ở trên Google, chúng ta tìm được ngay đó là cảm biến hôn là như thế nào, được chưa? Ok rồi, mất mạng rồi.
Vâng, mọi người xem lại được chưa ạ? Vì mạng vừa vừa rồi mất mấy phút là chúng ta bị mất mạng. Mất mạng ạ. Mọi người xem lại được chưa ạ? Mọi người thấy được chưa ạ? Mạng nó hơi vừa rồi thời gian vừa rồi nó hơi lag ạ. À? Hơi hơi lag ạ. À? Vâng, được rồi ạ, được rồi ạ. Rồi cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người thì thực ra là như vậy, cái vừa rồi là mạng bên em nó bị trục trặc gì đó, được chưa? Chắc là lại hết hết tiền mạng rồi. Tối livestream nhiều quá là mạng bị lỗi rồi. Rồi, cảm ơn mọi người. Vâng, sẽ là nhóm riêng nhé, và em sẽ làm cái nhóm mà chúng ta sẽ học như của Bộ Giáo dục ấy. Mọi người thấy là gì? Bộ Giáo dục sẽ có học trong cái hệ thống là hệ thống Zoom, tức là trao đổi trực tiếp chứ không 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 live stream như này, được chưa? Trao đổi trực tiếp, được chưa? Trao đổi trực tiếp. Có thể hỏi đáp được trực tiếp ngay, và em sẽ vẽ bằng em sẽ chia giao tiếp với mọi người bằng hình ảnh thực tế của em, và em sẽ vẽ trên bảng. Được chưa? Vẽ trên bảng có để phân tích cho mọi người một cái góc nhìn được về sơ đồ đơn giản nhất và dễ hiểu nhất. Và sau này mọi người có thể là thấy được cảm biến nó, hoặc là phân tích được sơ đồ, hoặc là bất kể một cái sơ đồ gì đến là chúng ta đều làm được, được chưa? Vâng, mọi người thông cảm, vừa rồi bị hơi trục trặc một chút ạ. Em thấy là mạng bắt đầu ổn định rồi ạ, được chưa? Mọi người nghe được không ạ? Nghe được không ạ? Vâng, nghe được rồi ạ. Em đang xem ở đây thì nó hơi bị mạng. Vâng, trong buổi tối ngày hôm nay, từ mấy ngày trước đến ngày hôm nay mà chưa có ai gọi ấy, thì mọi người nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại của em nhé, được chưa? Vì bây giờ nó đang thời điểm mấy ngày hôm nay nó quá nhiều, rất nhiều người nhắn tin, em nhiều lúc em không trả lời được. Và thứ hai đó là cái phần kết bạn của em ấy, mọi người nhiều anh em hỏi nhưng mà thực ra là em đang bị quá bị kết bạn, bây giờ đang hết, bị khóa mất rồi, có thể là đủ người rồi, giới hạn rồi ạ. Vâng, cái nhiều anh em kết bạn với em ấy, nhiều lúc là bị mất mạng, bị vì lý do là vì em chưa kết nối, chưa đồng ý được, là vì lý do là bị giới hạn bạn bè, vì em bị đạt giới hạn là 5.000 rồi. nên là anh em thông cảm, nhiều anh em hỏi là sao không kết bạn được ấy, thì làm lý do như vậy. Rồi thì tiếp theo này, vâng, tiếp theo thì cái sơ đồ ấy rất là hay ấy, khi mọi người khai thác được nó ra rất là hay, được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta lại tiếp tục vào phần cảm biến, được chưa? Thì lúc nãy có anh hỏi là 12V và 5V ấy, loại nào dùng ấy, thì tí nữa chúng ta sẽ cùng phân tích, được chưa? À, chúng ta học nốt cảm biến VS và chúng ta trao đổi với nhau một chút về cái vấn đề sau mấy buổi sau, được chưa? Rồi, mạng ổn định chưa ạ? Em thấy là bắt đầu ổn định rồi, đúng không ạ? Rồi, thì tiếp theo này, nhiều anh em hỏi ấy, bản chất của cảm biến VS như sau, thì tí chúng ta sẽ nhìn phân tích như sau này, rất là dễ này, tại sao ấy, em đã chia sẻ đây, được chưa? Có nhiều anh em hỏi ấy, thì cảm biến này có sử dụng nguồn 5V và 12V, thì chúng ta sẽ cùng phân tích bắt đầu này, được chưa? Bắt đầu này, mạng hơi lag một chút nha, mọi người thông cảm, được chưa? Bắt đầu này, chúng ta phân tích bắt tiện tiếp tục này, được chưa? Phân tích vào cảm biến CKB này, cảm biến VS, được chưa? Bản chất là gì? Nó đo tốc độ bánh xe. Vâng, mọi người thông cảm một lúc thì chúng ta sẽ làm lại ạ, nó sẽ lại quay lại ạ. Rồi, trong vài phút nữa chúng ta sẽ ổn định mạng thôi, được chưa? Rồi, mạng thấy em thấy ổn định rồi đấy nhá, ổn định rồi, mạng ổn định rồi. Bắt đầu này, tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Cảm biến VS. Cảm biến VS, được chưa? Cảm biến VS. Chúng ta tiếp tục về, chúng ta tiếp tục cảm biến VS, được chưa? Được chưa? Mạng em thấy ổn định rồi nhá, ổn định rồi nhá, được chưa? Mạng ổn định rồi. Bắt đầu xem rồi, bắt đầu được rồi, chúng ta tiếp tục này.
Được chưa? Mọi người thấy là gì, khi một cái bánh răng quét qua thì nó sẽ báo được một lần là gì, nó sẽ dập mát cho cái tín hiệu thôi. Thì tí nữa em sẽ phân tích cho mọi người này. Đây là bản chất của cảm biến, chưa? Bản chất của cảm biến. Bản chất của cảm biến là gì? Nó đo cái khi có đỉnh đỉnh răng, bánh răng đi quét qua, hoặc chúng ta sẽ lấy nhiều anh em thử với bằng cách là chúng ta dí một vật sắt vào, ví dụ cái đuôi chuôi tô vít, vật bất kỳ vật liệu là nó chúng ta vào thì đều là nó sẽ báo cho chúng ta biết được là gì, dập mát và không dập mát, chúng ta sẽ nhìn được ngay. Thì đấy là cái phương pháp kiểm tra. Hoặc anh lại nhiều anh em để ý nhé, khi chúng ta chạy trên đường ấy, hoặc là những cái xe nào mà nó bị mạt sắt vào, chui vào trong nắp, hoặc là bánh răng nắp bị mài mòn nhiều quá, thì cái mạt sắt nó bay, nó bám, nó mòn ra, nó bám thẳng vào cái phần cảm biến, thì mọi người sẽ thấy được là gì, cảm biến này sẽ bị báo sai, được chưa? Cảm biến sẽ báo sai cho mọi người, hoặc nó sẽ không chạy được, hoặc nó sẽ báo lung tung, nó không ổn định, thì nó là lý do là gì, nó bị bám cái mạt sắt vào. Nhiều anh em tháo ra sẽ thấy được là gì, nó có mạt sắt nó bám vào, nó bị nhiễu cái tín hiệu cảm biến này, nó không xác định được đâu là đỉnh bánh răng và sâu, không xác định được là đâu là tín hiệu gửi về ECM. Tí nữa em sẽ tại sao có 5V hay là ECM cấp thì chúng ta sẽ bắt đầu này, chúng ta tìm hiểu này, được chưa? Mạng bắt đầu ổn định rồi nhá. Tiếp tục này. Chúng ta sẽ bắt đầu vào này, phân tích này. Đây là hình ảnh thực tế phân loại, nhiều anh em chúng ta sẽ thấy được là cái nguồn nào là nguồn 5V và cái cảm biến nào sử dụng nguồn 5V và cảm biến nào sử dụng nguồn là gì? 12V. Thì thường mọi người thấy là Honda đều sử dụng nguồn cảm biến VSS là gì, sử dụng nguồn 12V, và Yamaha sử dụng giống như trên Novo sử dụng nguồn VCC 5V, được chưa? Nguồn ổn áp 5V. Nên là tại vì sao ở trên những dòng này nó xảy ra hiện tượng nó báo lỗi là vì ECM nó quản lý, là giống như cũng đời Honda cũng vậy, nó báo lỗi, nó xảy ra hiện tượng là nó sẽ bị báo lỗi ngay, được chưa? Thì đây là giống dòng Honda nó sẽ sử dụng nguồn 12V, được chưa? Cũng đều 3 giây. Yamaha cũng sử dụng nguồn gì, nguồn nó sử dụng nguồn 5V và nó cũng sử dụng 3 giây, được chưa? Nó sẽ có hai kiểu điều khiển, là ví dụ như của Honda thì sử dụng 12V và tiếp theo là của Yamaha nó sử dụng 5V, được chưa? Cái nguồn 5V này của anh bị chập ra mát đấy. Rồi, thì đấy mọi người hiểu được. Vừa nãy có anh nào đang hỏi là gì? Hỏi là thấy là gì, cảm biến VSS 5V và 12V chưa? Là lý do là như vậy. Lý do là như vậy, được chưa? Có của Honda sử dụng nguồn 12V, còn của Yamaha là sử dụng nguồn 5V, nó chỉ bản chất là như vậy thôi. Những cảm biến này nó không hay, được chưa? Nó không hay, nó không tác động nhiều. Nên là chúng ta trong những bài giảng chúng ta nó không được sinh động, không được sôi nổi. Nó những cảm biến trước nó tác động ảnh hưởng trực tiếp đến này, hệ thống phun xăng, hệ thống bánh lửa, và nó cái trực quan chúng ta sẽ nhìn thấy nó rất là dễ. Được chưa? Mọi người hiểu vấn đề chưa? Tại sao cái có sử dụng nguồn 12V và tại sao sử dụng nguồn 5V và xe nào sử dụng chưa? Được chưa? Mọi người hiểu vấn đề chưa? Vâng, ok, nó rất đơn giản thôi. Thì bây giờ chúng ta lại càng thấy nó đơn giản như sau này, được chưa? Tiếp theo thì bản chất ấy, mọi người hiểu này, khi ở trên này mọi người hay đo, mọi người cứ nghĩ là gì, khi cấp 12V vào trong cảm biến, được chưa? Vào cho cảm biến thì cảm biến nó sẽ xuất ra cái nguồn điện cho về ECM và đồng hồ, đúng không ạ? Nó là một cái suy nghĩ đang bị sai lầm, được chưa? Sai lầm. Vì sao ấy? Đây là bản chất con cảm biến hôn này, giống như con cảm biến của mọi người đang làm, nó là gì? Con cảm biến CKB, được chưa? CKB. Đó là bản chất là gì? Bản chất của con cảm biến này là khi có một cái từ trường quét qua, có nghĩa là anh lấy cái vật lăm châm hoặc là cái từ trường như là một cái vật sắt, anh quét qua nó thì nó sẽ bắt đầu là gì? Nó sẽ có hiện tượng là gì? Thì nó dập mát cho cái chân tín hiệu. Nó giống như con chân to ấy, được chưa? Chân to nó nghĩa là đóng mát. Thì ở đây bản chất là gì? Khi cái đồng hồ cái tín hiệu xung này, mọi người thấy này, dạng tín hiệu xung này, nó do cái nguồn điện là do đồng hồ và ECM cấp ra, chứ không phải là do cái cảm biến này nó xuất ra nguồn điện cấp về cho ECM. Nhiều anh em đang bị ngược vấn đề này, được chưa? Ngược cái vấn đề này thì đó là một cái mà em phân tích cho mọi người nó dễ hiểu hơn, không cần đo kiểm nhiều. Vì cái này đo thì nó phải đo bằng tín hiệu sóng, tín hiệu xung, nên chúng ta không thể đo được bằng đồng hồ của chúng ta. Đồng hồ chúng ta muốn đo ấy, chúng ta sẽ đo cái tín hiệu này và chúng ta nắc bánh nhẹ, tức là nó cho đỉnh qua đỉnh bánh răng và không có điểm khuyết của bánh răng, đỉnh của bánh răng, điểm khuyết bánh răng là như vậy thôi. Vâng, cái đấy thì chúng ta sẽ tìm hiểu nguồn 5V và 12V, thì đấy là hai cái phương pháp sử dụng thôi. Còn chúng ta không đi sâu về từng cảm biến. Cảm biến này thì chúng ta có thể tìm trao đổi trên cái phần đọc sơ đồ hoặc hiểu sơ đồ, nó sẽ ra cái vấn đề. Nếu từ ECM nó cấp ra thì nó sẽ sử dụng nguồn 5V, và nó không thì nó sẽ sử dụng nguồn ngoài trực tiếp, được chưa? Thì chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta sẽ nhìn được trên sơ đồ, chúng ta sẽ nhìn được ngay, được chưa? Nhìn được ngay. Không vấn đề gì cả. Rồi,
thì mọi người hiểu bản chất của cảm biến VS nó là giống như là một cái công tắc điện tử, tức là gì, khi chúng ta quét qua đấy ạ, quét một cái từ trường qua, có nghĩa là một cái vật, ví dụ như vật là vật sắt hoặc là từ trường nam châm, chúng ta quét qua thì bắt đầu là gì, nó cảm nhận được thì bắt đầu nó dập mát cho. Đấy, mọi người nhìn thấy cái chiều mũi tên mà em vẽ ra đây trên này chưa, vẽ ở trên này thì mọi người sẽ nhìn được là gì, nó sẽ dập mát cho cái gì ạ, cái tín hiệu của đồng hồ thì đồng hồ này nó sẽ đo bằng dạng xung, được chưa, đo bằng dạng xung, dập càng nhiều có nghĩa là cái tín hiệu đỉnh này càng nhiều càng mau thì bắt đầu nó sẽ biết được tốc độ đang chạy rất là cao, và tốc độ chạy chậm thì nó cái đỉnh của cái bánh răng này, à cái đỉnh của cái xung này nó sẽ thưa ra thì nó thấy là gì, là đang bị chạy chậm. Còn nếu cái đỉnh này nó mau lại và nhỏ lại và mau và rất là nhiều trong một thời gian, ví dụ trong một giây, đây là một phút chẳng hạn, thì nó thưa như này thì nó đã chậm. Còn ví dụ như là cái này nó gấp nhiều lần, tức là bánh đang chạy rất là nhanh, được chưa? Đó là một cái mà mọi người phải phân tích ra, được chưa? Đó là một cái mà mọi người thấy là được, là vấn đề mà bản chất của nó như nào. Bản chất của một con cảm biến VS này, nó là một con công tắc điện tử, khi có một cái gì, cái vật từ trường quét qua nó thì bắt đầu nó dập mát, cứ đóng mát, có nghĩa là có mát không, đóng mát và không, đóng mát, kiểu dạng như vậy, cứ đóng có, đóng cắt, tạo ra một cái tín hiệu xung. Đấy mọi người, anh em nào làm việc về cái máy hiển thị sóng xung rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy được ngay cái vấn đề này, được chưa? Vấn đề này nó là gì, nó tín hiệu xung, nghĩa là có mất là như vậy. Thì thằng đồng hồ này nó sẽ dạng, nó hiểu là dạng tín hiệu xung, thì nó sẽ gì, nó sẽ báo được tốc độ lên bằng km đi này, hoặc ECM cũng tính toán được gì, được tốc độ để nó tính, để gửi về nó là kích hoạt hệ thống anisotope, được chưa? Đó là bản chất là như vậy thôi. Nó thì cảm biến VS này thực ra nó cũng rất là ít hỏng. Tại vì sao? Vì nó nằm ở trong phạm vi nó kín, và thứ hai nó tác động vào môi trường nó cũng không bị ngoại lực với tác động vào nhiều, nên là nó sẽ ít khi hỏng, xảy ra hỏng lắm. Hỏng lỗi chủ yếu là mọi người sẽ thấy được là đứt dây là nhiều nhất, và thứ hai nữa là nó bị tai nạn vỡ thì nó không nói gì, và thứ ba nữa là bị bẩn, bị kẹt cái mặt sắt, nó bám vào nó bẩn được chưa, bám vào nó bị bẩn, nên là nó bị nhiễu cái từ trường, là khi mọi người chạy nó không ổn định được cái tốc độ vòng tua máy, tốc độ bánh xe, tốc độ km trên giờ, đó là bị nhiễu, là như vậy, lý do là như vậy thôi, được chưa? Đó là một cái bản chất của cảm biến VS. Hai cái cảm biến hôm nay em chia sẻ cho mọi người thì thực ra là nó không ảnh hưởng, nó có những cái trực quan, nó không được như những cái cảm biến trước em chia sẻ, thì nó cái nội dung nó sinh động hơn, nó hay hơn. Còn đây thì mọi người sẽ thấy được hiểu bản chất của nó như vậy. Dây tín hiệu về Odo và ECM hay là ECM hả đấy? Em chưa hiểu câu hỏi của anh. Có nghĩa là như này, cái dây tín hiệu mà cái dây của anh ấy, mà ví dụ như là dây này, hai mọi người nhìn này, khi đồng hồ và ECM cùng chung với nhau. Đấy. Rất nhiều anh em mà chúng ta thấy được là nó chung với nhau, giống như là cái xe của Vision, nó vẫn sử dụng đầu dây công tắc cơ khí, nhưng mà nó vẫn có sử dụng VS bánh răng nắp đằng sau để làm gì, nó lấy kích hoạt hệ thống ACG. Kích hoạt hệ thống anisotope, được chưa? Thì nó sẽ có cái tín hiệu phát nguồn điện từ đồng hồ và ECM cấp ra, được chưa? Cấp ra, nó dạng tín hiệu xung. Thì cái tín hiệu này ấy, thì anh sẽ thấy được là nó chạy thẳng về đồng hồ và ECM nó nối với nhau nhé, nó nối với nhau. Hai cái dây đồng hồ và ECM nó nối với nhau, được chưa? Nối với nhau, nó chung với nhau và bắt đầu nó chạy thẳng vào đây. Vâng. Nó nối với nhau, mọi người hiểu chưa? Nó nối với nhau và nó đợi ở đây, được chưa? Vì nếu ví dụ như anh cứ lấy cái dây này, cái lấy dây tín hiệu của cái dây VS này, anh dập ra mát với tần số cực kỳ nhanh, có gắt, kim của đồng hồ anh cũng vẫn chạy lên, chạy xuống. Có nghĩa như là làm sao anh phải làm gì? Làm sao anh phải có phải thật nhanh để nó hiểu được là đang chạy với tốc độ cao, nên là tay của mình nó không thể kịp được bằng cái cách mà chúng ta quay đỉnh bánh răng, được chưa? Nó là một cách mà chúng ta kiểm tra được. Hoặc là chúng ta hiểu bản chất của cảm biến này thôi, được chưa? Không quan tâm đi sâu vào. Cảm biến anh trong phần hệ thống anisotope ấy, anh sẽ thấy được là cảm biến VS này đóng hai vai trò. Thứ nhất là vai trò đầu tiên là anh phải vượt quá 10 km/h tốc độ 10 km/h, không phải là nhiều anh em nghĩ là phải đi 10 km mới kích hoạt, nó không phải. Thì nó phải 10 km là khi trời quá lạnh là để nhiệt độ nó nóng lên, thì đấy cái phần đấy nó sẽ vào hệ thống anisotope, được chưa? Hệ thống anisotope. Thì còn đây là có cái tác động đến cảm biến cái hệ thống anisotope là gì, là nó lấy cái tín hiệu đầu tiên là nó kích hoạt là gì, nó đã hiểu được là anh xe của anh đã chạy trên đường chưa, hay là anh nổ một chỗ, được chưa? Đấy là một cái.
cách nổ một chỗ, nổ một chỗ, nhưng mà nếu mà nó bánh nó xe quay thì nó vẫn, nếu mà cảm nhận là bánh sau nó vẫn hoạt động bình thường. Nhưng đối với những cái dòng xe nó có cái cảm biến ở trên yên ấy, tức là nó không hiểu là anh đã ngồi lên thì nó không không kích hoạt, thì đây nó đang đang liên quan đến cảm biến VS, không lan man ra các cảm biến khác. Thì đầu tiên là gì, ESM nó phải là lấy một cái điều kiện là gì, cảm biến VS phải chạy ít nhất một lần là gì, vượt qua 10 km/h, tức là gì, nó vượt qua 10 km ở trên đồng hồ, mọi người nhìn thấy là người tốc độ ấy, may là nó gọi là tốc độ chứ không phải là cái chạy 10 km trên 10 quãng đường 10 km, mà nó có thể xảy ra là chạy 10 km là vì liên quan đến cảm biến nhiệt độ, nhiệt độ của anh đủ ấm hay không thì đấy là mình không tính, được chưa? Và tiếp theo là gì, nó kích hoạt cái hệ thống anti-stop, là gì, chúng ta sẽ thấy được là gì, khi xe chúng ta dừng ấy, dừng xe ấy, dừng khoảng 3 giây ấy, được chưa? Dừng xe máy, dừng xe khoảng 3 giây, nó thấy là cái VS của chúng ta là về không thì bắt đầu nó mới kích hoạt cái gì, hệ thống anti-stop để nó dừng xe tắt máy là cái lý do như vậy. Nó lấy tín hiệu của cảm biến CKV, cái cảm biến VS này, để nó lấy được cái tốc độ của bánh xe của chúng ta là gì. Trong cái phần đấy chúng ta sẽ phân tích về hệ thống anti-stop, chúng ta sẽ nhìn được là có bao nhiêu yếu tố và bao nhiêu điều kiện để chúng ta nhìn được cái phần cái phần VS này nó liên quan gì đến cái hệ thống anti-stop, được chưa? Rồi, thầy chào thầy Gia Minh nhá. Thầy Gia Minh hôm nay đi học hơi muộn đấy, được chưa? Vâng, có anh nào hỏi câu hỏi em chưa hiểu hình dung câu hỏi của anh lắm, được chưa? Đây là cái bản chất của gì, của cảm biến VS, nó là một cái công tắc điện tử, được chưa? Công tắc điện tử nó dạng tín hiệu là dập mát là tín hiệu xung do đồng hồ nó cấp ra một cái nguồn điện, được chưa? 12V hay gì đó thì chúng ta cứ hiểu như vậy, một cái nguồn điện cấp ra. Và làm sao khi chúng ta quét qua cái đỉnh của cái vật liệu từ trường qua cái đỉnh của cảm biến thì nó sẽ là sao ạ? Nó sẽ xuất ra là gì, nó sẽ đóng cái nguồn điện đó ra mát, cái nguồn điện mà từ đồng hồ và ESM cấp ra nó đóng ra mát, và có nghĩa là nó gửi về tín hiệu dạng xung, mà có mất càng nhiều, có mất thì có nghĩa là gì, nó đang chạy với tốc độ cao, mà chậm lại có mất chậm lại thì nó đang tính toán là thưa, được chưa? Nó sẽ tính những cái điểm đỉnh xung này, có nghĩa là đỉnh của các này, đỉnh xung này, hoặc là gì, để nó tính toán được cái tốc độ của bánh xe, nó tính như vậy, có nhiều cái đỉnh này và mau trong một thời gian nó sẽ tính toán được. Đó là cái cách mà chúng ta cách phân tích thôi, nó không cần đi thiết phải đi quá sâu. Mạng tốt mà anh ơi, mạng tốt, được chưa? Mạng tốt rồi thì cảm biến VS nó như vậy thôi, nó không có gì cả. VS thì nó báo lỗi như thế nào thì lúc nãy em chia sẻ trên cái sơ đồ rồi, được chưa? Lại phân tích lại cái sơ đồ thì mọi người thấy là gì, chúng ta sẽ nhìn được ngay trên sơ đồ nó sẽ là có là cái gì, nó ký hiệu chúng ta biết được cái dây này, cái dây màu hồng này, sọc xanh. Thì chúng ta chỉ việc là gì, lấy cái dây màu hồng sọc xanh này, chúng ta quẹt ra mát và quẹt với tần số càng nhanh thì kim công tơ mét của chúng ta sẽ chạy lên chạy xuống, được chưa? Chạy lên chạy xuống. Nhưng với tần suất là chúng ta phải cực kỳ nhanh. Rồi, thì mọi người thấy là gì, cảm biến VS là trên hệ thống nó sẽ báo. Trên này nó sẽ báo là gì? Cảm biến cái mã lỗi là gì? Mã lỗi 11, được chưa? Mã lỗi 11, cảm biến VS. Thì đấy là những anh nào mà chúng ta cần phải nhớ mã lỗi ấy. Thì tại sao em mà không phải nhớ mã lỗi ấy? Là lý do là trên bức tranh này nó cho chúng ta rồi. Đó, chúng ta sẽ nhìn được cái bức tranh này, nó thấy là gì, đây là mã lỗi VS, thì tự nhiên chúng ta đã không phải nhớ một cái cảm biến rồi, được chưa? Nhớ mã lỗi của một cảm biến. Và thứ hai là chúng ta không cần phải đi tìm những cái cuốn tài liệu để xác định cái chân nào là chân tín hiệu, chân nào chân nguồn và chân nào là chân. Có nghe được tiếng không ạ? Nghe được tiếng không ạ? Em thấy bình thường mà. Mạng của chỗ em vẫn tốt nha, anh em xem thấy mà. Anh em là comment đi ạ. Anh em comment, em thấy mạng tốt mà. Mạng ổn đúng không ạ? Mọi người thì comment đi ạ, mạng tốt không ạ? Mạng anh comment đi, mạng tốt không ạ? Vâng, chào anh Lâm Mô Tô. Vâng, tốt mà. Vâng, các anh kiểm tra lại mạng của mình thôi. Vâng. Rồi, thế là tính tỏ là mạng của các anh có vấn đề nhé. Mọi người để ý vào của mình nhé. Cái anh hỏi thì chúng ta sẽ vào hệ thống anti-stop, được chưa? Hệ thống anti-stop chứ không liên quan ở đây. Không liên quan ở phần này, chúng ta chỉ phân tích phần này thôi. Còn anti-stop thì chúng ta sẽ phân tích cho rất là nhiều cảm biến, rất là nhiều liên quan, rất nhiều thứ liên quan. Vâng,
Thì đây là cái cách mà em chia sẻ cho mọi người là gì, chúng ta sẽ thấy được cái phân tích ở trên cái cảm biến VS này, trên cái sơ đồ mạch điện. Thì vừa rồi chúng ta học mấy cảm biến rồi đúng không ạ, chúng ta đều phân tích được trên sơ đồ mạch điện này, và chúng ta không phải nhớ một cái thông số nào cả. Thì bản chất của cảm biến VS thì nhiều anh em có thể là đo thông số thì em không rõ là cái đấy cách đo, hoặc đo diode thì đấy là cái mà em không hướng dẫn mọi người đo, mà chúng ta có thể kiểm tra được. Hoặc chúng ta sẽ nhìn được cả cái cảm biến VS này ở trên, có những cái dòng xe nó sẽ báo trên máy chẩn đoán chúng ta sẽ kiểm tra được ngay khi nổ máy lên, ga lên mà cảm biến VS nó báo về thì chúng ta sẽ nhìn được ngay, được chưa? Chưa chưa về cảm biến CKB nhé, cảm biến CKB nó cũng không khó đâu, nó giống hệt như VS này thôi. Anh nào mà có anh em nào muốn chia sẻ về cái phần tìm hiểu về cảm biến CKB hay làm cái bộ kiểm tra CKB không ạ? Rồi, mọi người có hôm nào muốn cái làm bộ đo cảm biến CKB không ạ? Rất đơn giản thôi. Cảm biến CKB rất đơn giản. Anh em nào thích làm không ạ? Hôm nào em chia sẻ một cách làm nó đơn giản lắm, được chưa? Xem bình thường anh nhá, cái mạng của anh có vấn đề thôi, được chưa? Xem bình thường. Cảm biến CKB cực kỳ đơn giản thôi, cách kiểm tra cảm biến CKB cực kỳ đơn giản, được chưa? Vâng. Thì hôm nào đó em sẽ có chia sẻ cho mọi người một cái cách làm bộ kiểm tra CKB, được chưa? Bộ kiểm tra CKB. Kiểm tra cảm biến CKB. Thiện bằng vài cái linh kiện thôi, được chưa? Vài cái linh kiện rất đơn giản, và vài linh kiện thôi, được chưa? Vài linh kiện. Rất nhiều anh em chúng ta đang làm, nhưng mà với một cái có nhiều anh em làm chúng ta đang làm phức tạp hóa lên, thực ra là chỉ vài linh kiện là xong thôi. Vâng, thì em sẽ sau những buổi sau em livestream em sẽ chia sẻ, được chưa? Chia sẻ cho mọi người cái cách làm kiểm tra CKB, kiểm tra cảm biến CKB chỉ cần vài con linh kiện thôi, được chưa? Vài linh kiện thôi, được chưa? Vài linh kiện, không cần thiết là phải quá kinh khủng hay là ghê gớm. Rất đơn giản. Vâng, rất nhiều anh em chúng ta rất là bình tĩnh, không cần thiết phải quá vội đúng không ạ? Và tí một lúc nữa em sẽ chia sẻ cho mọi người mạng tốt mà anh, rất nhiều mạng vẫn bình thường, anh kiểm tra lại khu mạng mình thôi, được chưa? Chúng ta các cái phần thiết bị cảm biến kiểm tra ấy, nó rất đơn giản thôi, được chưa? Rất đơn giản thôi. Khi chúng ta hiểu được bản chất thì chúng ta sẽ hiểu được rất là nhiều thứ, rất là đơn giản thôi, rất đơn giản, được chưa? Em thấy mạng bình thường mà, mọi người kiểm tra lại mạng ở khu vực mình thôi, em thấy mạng ở đây vẫn xem bình thường, được chưa? Mạng xem bình thường, mọi người kiểm tra lại như chỗ khu mình nhá. Và ok anh, thực ra là em nhiều việc quá em quên thôi, nhiều lúc là mọi người hãy nhắc em đấy ạ, nhắc em sau một vài buổi nữa nhắc em thì em mới nhớ được, nhiều lúc quên lắm, nhiều việc quá. Đợt có một phần như này muốn chia sẻ cho mọi người là có những cái phần mà kêu gọi ủng hộ về phần kêu gọi ủng hộ về cái phần phần phòng chống dịch Covid ấy, thì em có thể em sẽ dừng ở đây không kêu gọi mọi người nữa, thì để em lấy số tiền đó em đi ủng hộ, được chưa? Đi ủng hộ chứ không. Vâng, thì cái tiền đó em sẽ ủng hộ cho quỹ, được chưa? Không thì sau này chúng ta lại chuẩn bị này nó ổn định quá rồi thì lại khó. Nên là sau những buổi đến buổi ngày hôm nay và ngày mai, thì ngày mai em sẽ công bố cái danh sách mà mọi người ủng hộ lên, ủng hộ cái danh sách và ủng hộ ấy ạ, được chưa? Ủng hộ về phòng chống dịch Covid, thì em sẽ chia sẻ lên trên nhóm, chia sẻ lên trên trang cá nhân của em và công khai anh em kiểm tra lại cái thông tin của mình. Xem có tên mình chưa và đúng địa chỉ và đúng số tiền không, thì mọi người phải phải gì ạ? Phải kiểm tra lại cái thông tin của mình. Vì có một số anh em nhắn tin cho em chuyển khoản cho em nhưng lại không ghi tên, đã không ghi rõ ràng, có ghi là chuyển khoản, ghi là thông tin nọ. Nhiều lúc em không tìm được cái thông tin, rất là vất vả để điền. Nên sau đó em đã có nhiều anh em đã không vào kịp. Thì khi em up lên cái danh sách lên thì mọi người cố gắng nhìn xem có mình ở trong chưa và nhắc em để em gì? Em sẽ điền tên vào, được chưa? Để em ủng hộ. Vì cái quỹ bây giờ em sẽ ngừng lại kêu gọi quỹ, ngừng kêu gọi quỹ ủng hộ nha.
ngừng kêu lại gọi. Vì bây giờ cũng giải rác em rất là cũng cũng không muốn kêu gọi nữa, nó rất mất thời gian của mọi người. Thì và tiếp theo cái khóa học cái buổi những buổi học live stream này thì hiện tại bây giờ công việc nó đang trở lên bình thường rồi. Nó đang buộc công việc trở lại đều đều như vậy rồi. Bây giờ cái công việc của em rất là nhiều việc. Em không thể xếp được thời gian tối nào cũng lên live stream như thế này. Nên là rất là khó. Thì sau những buổi như hôm nay thì em sẽ giảm cái thời gian lên trên đây vội vì em không còn thời gian để chia sẻ nữa. Thì mọi người thông cảm vì giờ này em sẽ kéo giãn thời gian ra vì em vẫn hứa là chia sẻ cho mọi người thì nhưng mà nó không đều như bây giờ được nữa, như những ngày trước được nữa. Vì thời gian bây giờ em quá gấp rồi, quá nhiều việc rồi, em không thể sắp xếp được nữa, em không thể nào mà ghép việc được nữa. Nên là buổi tối bây giờ em rất là nhiều việc và ngày em rất là nhiều việc. Nên là cái khóa học buổi tối này em sẽ bị giãn ra, một tuần chỉ khoảng một buổi thôi, được chưa? Một buổi vào thứ năm hàng tuần, được chưa? Một buổi vào thứ năm hàng tuần, mọi người nhớ nhá. Chỉ một buổi vào thứ năm hàng tuần vì em không còn thời gian nữa, vì em phải cố gắng nghỉ một buổi thứ năm, buổi tối thứ năm vào hàng tuần để chia sẻ như này. Và thời gian cũng không thể là 8 giờ nữa, vì bây giờ 8 giờ là buổi còn những là 8 giờ còn nhiều, rất nhiều anh em chúng ta vẫn đang làm việc, không thể nào mà 8 giờ mọi nhiều anh em là vẫn đang làm việc mùa hè mà. Vì mùa hè 7 8 giờ mọi người vẫn làm nên là gấp vội vàng thì một tuần em chỉ chia sẻ khoảng một buổi thôi. Nên là chúng ta vì em phải sắp xếp thời gian, không còn thời gian để làm được nữa vì rất là nhiều thời gian rồi. Rất nhiều thời gian để làm việc nên là rất là khó. Được chưa? Vì mọi người thông cảm vì không phải là cái việc mà tính toán mà là bây giờ hiện tại bây giờ công việc mọi người thấy là sẽ bắt đầu trở lại bình thường. Dịch bệnh bắt đầu giảm dần và công việc nó bắt đầu nó dồn dập và em cũng rất là nhiều việc. Nên là không thể nào mà ngày nào cũng lên đây live stream được cho mọi người. Thực ra mục đích vẫn muốn chia sẻ những cái đơn giản nhất cho mọi người thôi, không có cái mục đích về cầu lợi hay là cái gì cả. Nhưng mà nó là cái thời gian không cho phép nữa rồi và một số yếu tố khác nữa chứ không phải là, nên là em sẽ giãn cái thời gian này ra nên mọi người thông cảm. Thì chỉ có là thứ năm hàng tuần mọi người nhé, thứ năm hàng tuần thì bắt đầu từ 9 giờ, 9 giờ có thể đến 10 giờ, 11 giờ đấy là tùy, thì có này như vậy. Thì cái đấy là những buổi tối thì nhưng mà từ em khuyên là em cũng nghĩ là lên chỉ một tiếng thôi vì tính ra là chúng ta chia sẻ nhiều quá, dài thời gian quá nhiều anh em chúng ta cũng không thể làm mà tiếp thu được vì nó có quá nhiều cái lượng kiến thức còn dồn vào một lúc. Nên là khi tại sao Bộ Giáo dục người ta chỉ khuyến cáo 45 phút một tiết thôi, tức là một tiết học chỉ nên như vậy thôi. Được chưa? Và hiện tại có rất nhiều anh em cũng đang có câu hỏi là lớp học mất phí, tức là lớp học trực tiếp và lớp học online ấy. Từ 9 giờ 12 giờ anh. Ok thôi mọi người, đủ sức thôi, được chưa? Em nghĩ một buổi thôi mọi người ạ, vì cũng rất là nhiều việc, em cũng rất là nhiều việc không thể sắp xếp được. Một buổi là cố gắng lắm rồi, được chưa? Một buổi em phải dành một ngày hôm đấy em chia sẻ cho mọi người. Vâng, 9 giờ thôi mọi người, mùa hè 8 giờ mọi người rất nhiều anh em vẫn đang làm việc, được chưa? 9 giờ là giờ đẹp rồi. Hoặc 8 rưỡi đi, được chưa? 8 rưỡi. 8 giờ là nhiều anh em vẫn còn gấp gáp vì mùa hè mà. Mùa hè 8 giờ vẫn gấp gáp lắm, nên là khoảng 8 rưỡi. Vâng. 8 rưỡi 9 giờ gì đấy thì có thể là tôi nghĩ là 9 giờ đi, mùa hè vì mùa hè cũng sớm mà anh. Được chưa? Thì những cái buổi này em chia sẻ cho mọi người cái phương pháp và cái tìm hiểu về cảm biến rồi thì chúng ta thấy là cảm biến, chúng ta đã thấy là cái phương pháp là không có gì khó cả, đúng không ạ? Ok anh, 9 giờ chúng ta sẽ bắt đầu 9 giờ đi. Thì mùa hè rồi mọi người sẽ làm được. Vâng, cảm ơn mọi người. Thì mọi người để ý là chúng ta sẽ 9 giờ vào thứ năm hàng tuần vì thứ năm em nghĩ là cuối cái giữa tuần mọi người đều có thể ổn định được cái việc của mình. Thì cái lượng việc nó cũng đều đều hơn là thay vì chúng ta đầu tuần và cuối tuần nó sẽ bị dồn việc. Thì giữa tuần là cái này việc mà chúng ta thấy là ổn định nhất. Thì như vậy, được chưa? Thì cái kỹ thuật thì bao giờ mọi người cũng đều cần. Nhưng mà thực ra là em muốn chia sẻ cho mọi người đều hết cho các cái phần này. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì nó bị... Đã đến thời điểm bây giờ thì đang là nhiều việc rồi. Nó mọi người cũng vậy, quá nhiều việc rồi, được chưa? Nên là một tuần mọi người gặp nhau một lần. Được chưa? Mọi người gặp nhau một lần một tuần. Được không ạ? Cảm ơn mọi người. Thì có rất nhiều anh em hỏi về cái vấn đề là cái lớp phân tích sơ đồ ấy thì em sẽ như này, cái nhóm tạo ra cái group để cho mọi người. Vâng.
Lớp ABS thì nó rất đơn giản thôi anh ạ. Thì mọi người để ý này, khi cái những cái lớp mà cái nhóm mà em sẽ tạo ra cái Zoom ấy, như là lớp học trong Zoom, tức là trao đổi trực tiếp với nhau, được chưa? Số điện thoại của em ở trên các cái phần slide hình ảnh nhá. Thì cái các cái Zoom, tức là em sẽ gom mọi người vào chỉ khoảng mấy ít người thôi, tức là vài chục người một nhóm thôi, không nên quá nhiều. Vì tại vì sao ấy, vì nếu mà đông quá thì mọi người sẽ bị hỗn loạn lên, và chúng ta khi phân tích có người nhanh người chậm rồi thì nó sẽ bị loạn lên lên, mọi người sẽ cùng không hiểu được. Và em muốn phân tích cho mọi người, khi chúng ta đọc một sơ đồ thì chúng ta sẽ từ sau đó thì mọi người sẽ gần như không, chúng ta không cần phải phụ thuộc vào quá nhiều về tài liệu, hay chúng ta tự tìm được cái tài liệu mới nhất cho mình ở trên phần mềm, rồi thì các cái phần tra cứu cho mọi người. Dạ có ạ, vì hiện tại bây giờ chuẩn bị là có rất là nhiều dự định rồi, nên có rất nhiều việc bắt đầu dồn dập rồi, nên là không chia sẻ được cho mọi người hàng ngày buổi tối, được chưa? Mọi người thông cảm một điều vậy, mọi người hết sức thông cảm, được chưa? Và thứ hai nữa là các cái kêu gọi ủng hộ thì đến ngày mai em sẽ dừng lại và em sẽ đi ủng hộ và sẽ chụp ảnh và tất cả mọi thứ bằng hình ảnh hết, tất cả mọi thứ cho mọi người. Và tất cả cái tên danh sách em sẽ ghi vào đó và em sẽ để vào một phong bì và gửi đến ban tổ chức, được chưa? Ban tổ chức của huyện và của xã, khu vực của em, thì em sẽ ủng hộ vào cái quỹ là quỹ phòng chống dịch Covid, được chưa? Cảm ơn mọi người đã chung tay ủng hộ, đóng góp và chung với em, thì em sẽ không bỏ tiền ra đâu, và em sẽ lấy cái số tiền đó, vì em bỏ công sức là mọi người bỏ tiền, được chưa? Để làm gì chúng ta đi quyên góp chung tay bảo vệ tổ quốc, được chưa? Mong làm sao cho cuộc sống chúng ta phải trở lại bình thường. Em rất là muốn bình thường rồi, rất nhiều anh em đang có nhu cầu muốn học trực tiếp mà đang dịch bệnh, em cũng rất là ngại không muốn tổ chức. Mà học online thì em lại không thích dạy online một chút nào, vì sợ kiến thức không truyền đạt được hết cho mọi người, không trực tiếp đến mọi người thì nó rất là khó. Khi chúng ta học online chúng ta lại bị mất cơ hội, thì khi không có trực tiếp, không có được chia sẻ cho mọi người cái cách làm, được chưa? Thì chúng ta mới chỉ học được cách hiểu, còn chưa làm được cách làm, được chưa? Thì có rất nhiều anh em đang học mà muốn hỏi học online, vì em thấy là cái chia sẻ cái gói online này cũng rất là hay, và em cũng muốn chia sẻ với mọi người. Để vì rất nhiều anh em ở vùng xa không thể nào mà bỏ cơ hội bỏ đóng cửa hàng và để đi học được, thì cái đấy em sẽ cố gắng sắp xếp, rất nhiều anh em muốn học, được chưa? Sơ đồ các cảm biến thì đây là cái chính là cái sơ đồ này đấy nhỉ, cái sơ đồ nguyên lý, được chưa mọi người? Trên sơ đồ nguyên lý này nó sẽ có cho mọi người hết tất cả nhé. Rất nhiều anh em chúng ta cần là tìm hiểu cái chân của cái của ECM, đúng không ạ? Thì thay vì như vậy, chúng ta sẽ nhìn được cái trên cái phần sơ đồ nguyên lý này, chúng ta sẽ nhìn được ngay đó là thứ tự chân của ECM, một tác dụng của chân của ECM, màu dây của ECM, màu dây của dây của tín hiệu của cảm biến, được chưa? Được chưa? Rồi, thì đây là cái cách mà em sau này em sẽ chia sẻ cho mọi người đọc cái bức tranh này, thì mọi người sẽ không cần phải cuốn tài liệu nào cả, được chưa? Mọi người hiểu khai thác được nó ra triệt để được luôn. Rất là hay ở trong cái phần này, mà nó cực kỳ đơn giản, mà mọi người đang chưa tìm được cái phương pháp đó. Mọi người đang phải nhớ thông số quá nhiều, thì sau cái những cái thời gian vừa qua, tức là có mấy buổi rồi, 7 buổi đúng không ạ? 7 buổi thì mọi người đã thấy được cái thay đổi được một chút nào chưa? Dạ vâng, cảm ơn anh Vượng ạ. Cảm ơn anh Vượng. Cái thực ra là in màu thì nó chỉ là cái trên màu dây của chúng ta ấy, chỉ là đen trắng thôi, vì nó là sơ đồ nguyên lý, thì anh sẽ phải đọc được cái màu dây bằng tiếng Anh. Mọi người nên chịu khó đọc, khó hiểu một chút, nhưng mà nó giai đoạn đầu, thì sau khi giai đoạn đầu này mọi người làm được thì tất cả các sơ đồ khác mọi người đều làm được, mọi người đều nhìn được. Còn nếu mà chúng ta mà cứ nhìn theo cái sơ đồ mà dễ quá ấy, thì sau khi mọi người vào những cái sơ đồ khác ấy, sơ đồ không có ấy, trên thực tế mà mọi người không có trong cái tài liệu hoặc cái người mà biên soạn cho mọi người ấy, thì mọi người sẽ bắt đầu thấy khó khăn, đúng chưa? Khó khăn mình làm rất là khó. Thì thay vì như vậy, bây giờ mình làm hơi khó một chút thì có thể giai đoạn đầu nó sẽ khó thay đổi, nhưng sau đó thì mọi người thấy là gì? Tại vì mọi người sẽ thấy được là nó rất dễ hiểu, được chưa? Rất dễ hiểu hơn là cái việc mà chúng ta nhìn vào cái sơ đồ mà nó khai thác chúng ta nó màu dây rồi tiếng Việt thì mọi người đều làm được, nó gọi là Việt hóa. Nhưng mà là gì? Nó sẽ làm hại mọi người. Tại sao nói hại mọi người? Khi mọi người đọc được tờ sơ đồ đấy thôi, nhưng khi em chia sẻ cho mọi người cái sơ đồ, mọi người không biết đọc nó là cái gì cả. Mọi người hoặc là đọc được nhưng nó rất là chậm, thì nó là một cái tác động đến mọi người. Nên là cứ khó một chút đi còn hơn là sau, vì thay vì chúng ta phải làm nó dễ ngay từ đầu thì nó lại bị khó khó sau này, được chưa? Đó là một cách mà em chia sẻ cho mọi người, được chưa? Vâng, đúng rồi, không nhớ gì hết là đúng rồi anh. Khóa học của em là không có nhớ, mà không phải nhớ gì cả chỉ hiểu thôi, được chưa? Rất nhiều anh em bảo là học xong chả nhớ gì cả, nhưng mà thực ra là cứ hiểu hết rồi, vấn đề là nằm ở cái cách hiểu. Em nói rồi, nhớ, vâng, nó đơn giản hơn cho mọi người có cảm giác có một cái tự tin
tự tin hơn rất nhiều. Có rất nhiều anh em học viên của em chán định bỏ nghề vì lý do là xe đẹp quá, xe đẹp đến mà không dám làm, sợ. Bây giờ sợ thì xe lại mất khách, được chưa? Khi sau khi học xong thì thứ nhất là không biết là làm được chưa đã, nhưng mà thứ nhất là đấy là về tự tin hơn, được chưa? Gặp xe tự tin hơn, và thứ hai nữa là đều làm được, đều có vẻ dám nhận, và có thứ ba nữa là thích làm xe điện tử hơn. Mọi người cứ tin ạ, mọi người cứ tin là thích làm xe điện tử hơn, được chưa? Thích làm xe điện tử hơn. Đó, vì tại vì sao ấy, trong những buổi sau mọi người học về hệ thống ấy, thì mọi người mới thấy được nó rất là hay, được chưa? Cảm biến thì nó rất là đơn giản. Vâng, mới hiểu thôi, vì đây là lý thuyết chứ không phải là mình chúng ta hiểu hết được. Bây giờ chúng ta hiểu lý thuyết thôi, thì em nói rồi, học hiểu và biết nó chỉ là lý thuyết thôi, còn chúng ta phải cốt lõi là chúng ta phải làm, được chưa? Phải làm thật nhiều vào, thì chúng ta sẽ thấy được nó là kinh nghiệm, chính là nó vào bản năng của chúng ta ấy, và cái gọi là tiềm thức và bản năng của chúng ta. Giống như là chúng ta chỉ cần nhìn thấy một cái xe gì đến, chúng ta tự động, chúng ta chả cần biết, chúng ta suy nghĩ nữa, mà chúng ta tự động chúng ta biết là chúng ta cần cái gì, được chưa? Rồi. Thì mọi người thấy là gì? Thứ gì người thợ? Vâng, cảm ơn anh. Thì ra bản chất nó cũng đơn giản thôi, được chưa? Thì cái này thì em chia sẻ cái cách và phương pháp mà em vẫn đi chia sẻ, và cái cách mà em áp dụng thấy nó tốt thì em chia sẻ cho mọi người, cảm giác nó dễ và giải thoát cho cái đầu của mình. Nó nhớ quá nhiều, và nhớ quá nhiều vì tại sao em nói là nhớ quá nhiều, nhưng mà thực ra là mình cũng không đo nhiều. Cái phương pháp của mình không đo kiểm, rất ít đo kiểm nhá. Rất ít đo kiểm, giống như hôm trước em có chia sẻ cái hình ảnh của cái anh quay video lại cái phần cảm biến IAT nó bị đứt dây ấy, nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta có thể phân tích được. Đó là một cái khi sau này ấy, mọi người nhìn, hoặc là khi trực tiếp ấy, học trực tiếp, hoặc là anh em nào đang làm về những cái xe mà đã có máy chẩn đoán rồi thì các anh sẽ thấy được nó rất là đơn giản. Được chưa? Rất là đơn giản, vì chúng ta sẽ thấy được là phân tích trên máy chẩn đoán mà ít khi chúng ta phải đo, nhưng chúng ta vẫn phải nhớ vì chúng ta chưa có phương pháp tra cứu, nên là chúng ta vẫn phải nhớ. Nên tại sao em nhìn nhận rất là nhiều vấn đề, rất nhiều anh em cũng rất là học rất là nhiều nơi cũng chưa có phương pháp mà chúng ta phân tích thông số hiện hành trên xe, trên máy chẩn đoán, và thứ hai nữa là chúng ta không có cái kiến thức để chúng ta phân tích được cái sơ đồ. Nó một cái mà em thiếu, mà thấy mọi người thiếu là gì, chúng ta thấy cái sơ đồ của cái phần như này, phân đồ nguyên lý này nó rất là hay, được chưa? Rất là hay mà mọi người không khai thác được nó ra, mọi người sẽ thấy. Và sau những buổi sau em chia sẻ cho mọi người thấy cái phần ACG nó không khó như mọi người đang nghĩ, được chưa? Phân tích được ngay trên sơ đồ được ngay, được chưa? Đó. Vâng, thực ra em muốn chia sẻ cho mọi người cái đơn giản nhất thôi, nó đơn giản nhất chứ không phải có cầu kỳ hoặc là những cái từ ngữ kỹ thuật chuyên môn hóa. Nhiều lúc anh em chúng ta có những cái người anh em thợ chúng ta xuất thân từ, hoặc là cái học vấn nó, hoặc là trải nghiệm nó rất là ít, hoặc là thứ hai nữa là không được có cơ hội được đi học, được chưa? Thì nó đều học được, đều làm được, vì cái chúng ta đều biết được nghề của chúng ta mà. Rất là nhiều anh em cũng xuất thân rất là thấp, học vấn rất là thấp, nên là nhiều lúc là làm việc nó rất là khổ, vất vả cho mình, là vì mình không có phương pháp, không ai chia sẻ cho mình cái phương pháp đó. Vì em thấy là rất nhiều người đang làm theo phương pháp tư duy nhớ, và em đang muốn là gì, mọi người thay đổi cho mọi người bằng một cách là chúng ta sử dụng cái phương pháp mà tra cứu và đấy phân tích. Vâng, em gặp SH mà thấy dòng ra cửa hàng em sợ mất. Vâng, mọi người cứ thấy xe ấy mà đến mà báo lỗi ấy, là ăn tiền rồi, được chưa? Ăn tiền rồi là có tiền, được chưa? Chào anh Đạt nhỏ nhá, và đi học muộn đấy anh. Dạ vâng, có rất nhiều anh em đang muốn tổ chức cái lớp online ấy. Thực ra là em thực sự mọi người là em rất ít khi em không thích dạy online một chút nào cả, nhưng mà sau một thời gian vừa qua em thấy là cũng có thể là có tác động đến mọi người một chút, nên là cái này nó chỉ là một lớp nguyên lý thôi, được chưa? Lớp nguyên lý, nên là mọi người có thể phương pháp cho mọi người một cách nó đơn giản, nhưng có thể là em vẫn thấy có thể trực quan mà. Vâng. Cái xử lý mới quan trọng à? Vâng. Ok, anh bắt được bệnh rồi mới là cái vấn đề, còn cái xử lý thì nó có rất là nhiều thứ để xử lý. Em thì thường là liên quan đến thay, được chưa? Liên quan đến thay. Còn cái quan việc của mọi người ấy, để phân tích, loại trừ, để phát định được bệnh mới là quan trọng. Còn cái phương pháp xử lý thì nó là một cái kinh nghiệm, hoặc là một cái trải nghiệm của mọi người, thì mọi người lúc đấy mọi người phải làm, được chưa? Còn cái việc mọi người học để hiểu, để bắt đầu bắt bệnh, giống như bác sĩ người ta bắt bệnh, được chưa? Bắt bệnh đầu tiên đã, xong mới đến chữa. Vì khi mình biết bệnh rồi thì bắt đầu mình mới liên quan đến chữa, được chưa? Khi hiểu nó rồi bắt đầu mới chữa được. Thế nên là đó một cái mọi người đang có một cái vẫn đang là một có một cái thói quen là đang làm theo cách mình làm và cách mình nhớ mà, được chưa? Thì sau này mọi người làm, mọi người hiểu rồi ấy, với kiến thức cùng với cái kinh nghiệm của mọi người thì mọi người rất là mạnh, được chưa? Rất là mạnh, vì mình mọi người làm đều làm thường xuyên mà,
được chưa? Đều làm thường xuyên thì mọi người đang có kiến thức rồi, kiến thức rất lâu rồi, được chưa? Thì sau đó khi mọi người có nền tảng và có mọi người có hiểu nguyên lý thì mọi người lên trên mạng, mọi người xem những cái cách các cái anh em chia sẻ rất là nhiều, được chưa? Bây giờ rất nhiều trung tâm, rất nhiều anh em thợ chúng ta đều lên trên mạng đều chia sẻ với nhau, đó là một cách mà chúng ta học mà học học là như vậy. Còn chúng ta phải thiếu là thiếu nguyên lý, thiếu phương pháp. Còn cái việc mà làm ấy thì thực ra là nó có thể là hành vi mọi người có thể xem được, và mọi người để là có thể lên trên mạng xem được, được chưa? Hoặc là mình trực tiếp mình làm. Nhiều anh em thì chúng ta có thể nhiều rất nhiều anh em thì mua hẳn một con xe về bắt đầu khai quật nó ra rồi làm việc, được chưa? Đấy là một cách mọi người trải nghiệm, thay vì chúng ta thấy là gì, lỗi cái xe đấy còn hơn là lỗi cho khách, khách là phải đền và mang tiếng rồi lại mất khách. Thì đấy là cách mà chúng ta làm. Thử nghiệm thì tất nhiên thử nghiệm xe của nhà trước đi, được chưa? Hoặc không thì chúng ta lên đi học trực tiếp thì chúng ta có xe thực hành, đó là một cái để chúng ta trải nghiệm, được chưa? Đó là một cách chúng ta trải nghiệm thực tế và chúng ta phải làm trên xe. Nhưng khi em thấy là mọi người đang có rất nhiều kinh nghiệm rồi nhưng mọi người đang thiếu cái nguyên lý và thiếu cái cách phương pháp thôi, được chưa? Giống như cái phương pháp mà em chia sẻ cho mọi người, cái phương pháp phân tích sơ đồ. Hoặc là nếu mà những anh em mà học trực tiếp ở bên em thường là phân tích sơ đồ rất là tốt, được chưa? Nhìn sơ đồ và chúng ta sẽ hiểu được và thường sẽ thích rất thích sơ đồ, được chưa? Vâng, cảm ơn anh. Vâng, em đang dự kiến rất nhiều anh em hỏi rồi, chắc là lớp học trực tiếp chắc cũng phải tầm độ khoảng 20 tháng này, 20 tháng 5 gì đấy, vì nó cũng phải tầm cuối không, bây giờ nó sớm quá. Vì cũng dịch bệnh cũng chưa hết nên em cũng không dám tổ chức. Với rất nhiều anh em đang làm. Và em đang có muốn có hai cái lớp học, là lớp học trực tiếp là về phân tích sơ đồ và phân tích thông số hiện hành trên xe ấy. Thì là một cái mà mọi người em thấy là rất thiếu rất là nhiều. Có thể là chúng ta sẽ học trực tiếp nó trong thời gian ngắn ngày thôi, vài ba buổi, được chưa? Nó em chưa sắp xếp được lịch nhưng nó chắc nó chỉ có ngắn ngày thôi thì chúng ta sẽ làm được. Rất nhiều anh em chúng ta đang làm ở trên cái hệ thống mà chúng ta đang thiếu một phương pháp mà tìm nguồn tài liệu này. Chúng ta sẽ tìm được cái hướng là tìm nguồn tài liệu rồi phân tích sơ đồ, phân tích lỗi trên sơ đồ được ngay, được chưa? Rồi thì phương pháp làm việc từ xa được, được chưa? Đó là một những cái mà chúng ta cần thiếu. Và thứ ba nữa là chúng ta phân tích được máy chẩn đoán, tức là phân tích thông số hiện hành để chẩn đoán lỗi, được chưa? Đó là những cái mà em thấy là mọi người đang thiếu rất là nhiều, thiếu rất là nhiều. Được chưa? Thì đấy là cách muốn chia sẻ cho mọi người. Dạ vâng, cảm ơn anh Xuân Đỗ. Tớ ông Thọ ạ. Vâng. Cảm ơn anh ạ. Thì đấy là một cách mọi người đang thiếu rồi. Em đang muốn cố gắng tổ chức giống như ở trong phía Nam của anh Nam Đạt. Anh đang tổ chức những cái lớp rất là hay cho những anh em là đang có thiếu những cái phương lớp mà dạng như là phân tích sơ đồ và phương pháp lớp phân tích thông số hiện hành ấy. Tức là cái việc mà chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta làm ấy. Tại sao em nói là chúng ta chỉ cần nhìn trên máy chẩn đoán mà rất ít khi phải đo là chỉ để xác định đấy. Có thể một là mình làm, hai là mình có thể chỉ cho anh em thợ, anh em kỹ thuật làm được. Chứ mình nhiều lúc là mình nhiều anh em là chủ cửa hàng ít khi phải sờ, nhưng chúng ta phải phương pháp làm, được chưa? Phương pháp làm đó là cái phương pháp. Thì mọi người đang theo một cái phương pháp mà mọi người luôn luôn đo kiểm, luôn luôn phải nhớ. Thì đây chúng ta chỉ đo vài điểm, chúng ta bóc tách nó đo chỉ một vài điểm là chúng ta xác định được cái điểm nào lỗi và điểm nào nó bị gì chúng ta cần phải quan tâm, chúng ta đo không cần thiết phải đo quá nhiều. Chúng ta một vài điểm chúng ta xác định được đâu là lỗi do tín hiệu đầu vào hay lỗi do ECM hay lỗi do cơ cấu chấp hành, chúng ta nhìn rất là dễ trên sơ đồ, thay vì chúng ta phải nhìn một bó dây chúng ta nhìn rất là khó. Thì nhìn trên sơ đồ nó rất dễ, tổng thể cả một chiếc xe ở trên sơ đồ rồi, nên mọi người cố gắng khai thác nó ra thôi, được chưa? Mọi người đang thiếu cái thiếu là thiếu phương pháp làm đó. Vâng, rất nhiều vì tất nhiên rồi, rất nhiều anh em dạy có phương pháp rất là hay, không sao cả. Thì mỗi một nơi có một thế mạnh, mỗi nơi là có một cái phương pháp riêng, được chưa? Rất là hay, anh Tiến chia sẻ cũng rất là nhiều giúp đỡ cái ban bệnh hay là những cái thực tế, được chưa? Rất là nhiều. Còn em thì em không hướng đến cái ban bệnh vì mình phải làm được tất cả mọi thứ, mình phải hiểu được. Thì xe đến với mình phải tự làm được chứ không thể là mình trông chờ người khác hoặc trông chờ xem, được chưa? Vâng. Rửa mồi, có một anh đang nói là dạy rửa mồi và ok anh, không sao cả. Đó là một cái việc của mọi người thôi, mọi người suy nghĩ gì ở trên này. Em chia sẻ live stream trực tiếp em chả có gì cả, được chưa? Chả rửa ai cả, nên là mọi người có thể suy nghĩ của mọi người thôi. Đây là em chia sẻ cách làm việc thôi, không có sao cả. Cách mà làm thôi, được chưa?
Vâng, thì buổi hôm nay em chia sẻ cho mọi người về hai cảm biến, thấy chưa? Thì thứ năm tuần này em sẽ chia sẻ một buổi nữa, và sau đó thì cứ năm hàng tuần, thứ năm hàng tuần, thấy chưa? Thế thứ năm hàng tuần thì em sẽ chia sẻ một buổi thôi, thấy chưa? Một buổi một tuần thôi, vì cũng không còn thời gian để em làm để sắp xếp được thời gian nữa để chia sẻ cho mọi người. Vì thứ năm hàng tuần thì em nghĩ là nó một cái buổi rất là hợp lý với mọi người, là thứ nhất là gì nhỉ, là giữa tuần nên là mọi người có thể sắp xếp công việc nó dễ hơn, rất là dễ hơn, là thay vì đầu tuần và cuối tuần mọi người rất là nhiều việc, mọi người khó sắp xếp, được chưa? Vâng, không sao đâu ạ, không sao đâu ạ. Thì đấy là cái phương pháp mà vừa rồi em chia sẻ cho mọi người ấy, thì chúng ta đều là thấy là gì, chúng ta đều làm việc theo phương pháp là hiểu chứ không làm theo phương pháp nhớ, được chưa? Vâng, đó là phương pháp là cái lịch lịch em chia sẻ cho mọi người là gì, đều thứ năm hàng tuần, thứ năm hàng tuần vào 9 giờ thứ năm hàng tuần nhé mọi người nhé. Vâng, thì có thể là vì em cũng rất là nhiều việc, vì thứ tháng 6 này có khả năng em vẫn vào trong Sài Gòn cùng bên công ty AutoShop, được chưa? Kết hợp vào để về bên vào bên phía anh Nam Đạt có những cái lớp tổ chức, vì có nhiều anh em có thể trên này cũng xem cái những cái khóa học bên chỗ anh Nam Đạt rồi, cũng rất nhiều anh em cũng là trước đã có tham gia vào những cái lớp học rồi, đúng không ạ? Vâng, thì trên tất cả online như này mọi người nên cân nhắc là online là chúng ta chỉ học lên học là học tham khảo, đây là lớp học tham khảo, được chưa? Tham khảo chia sẻ đến mọi người thôi, chúng ta chỉ bỏ ra 50k để ủng hộ, được chưa? Không có 50k thì chúng ta vẫn ủng hộ, vẫn xem bình thường, vẫn bình thường, không vấn đề gì cả, được chưa? Rồi thì cái em lại vừa chia sẻ vừa rồi là gì, lớp cái khóa cái kêu gọi ủng hộ của em đến buổi ngày mai là kết thúc nha mọi người nhé. Em sẽ tổng hợp lại cái danh sách của mọi người lên trên này để mọi người cùng xem là có tên mình chưa này, rồi thứ hai nữa là có đúng tên mình không, địa chỉ mình không, đúng số tiền của mình không, được chưa? Rồi em sẽ tổng hợp lại để mọi người, nếu mọi người không có tên hay là không có danh sách vâng, cảm ơn anh. Thì mọi người thấy là gì, chúng ta sẽ bỏ danh sách, cái danh sách đấy mà nếu mà không có tên mình ấy, mình đã ủng hộ rồi ấy, mà không có tên mình thì mọi người sẽ phải nhắc em luôn em để sao em điền tên mình vào, phải được chưa? Vì có rất nhiều anh em chúng ta chuyển khoản nhưng lại không nhắn tin, tức là không 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 ghi rõ họ tên địa chỉ của mình, nên là em rất rất là khó có lên danh sách, không biết là gì làm, thì trong lúc đấy rất nhiều việc xong là bỏ qua thì là quên mất, thì lúc đó anh em sẽ kiểm tra lại cái thông tin của mình, tên và địa chỉ, số tiền, được chưa? Đó thì ngày mai kết thúc, ngày mai đừng ai chuyển khoản cho em nữa nhá, chuyển khoản lúc đấy là của em đấy được chưa? Chuyển khoản lúc đấy là của em. Còn đây là kêu gọi ủng hộ, thì cái này quỹ này sẽ ủng hộ trực tiếp vào hội vào cái phần đấy, được chưa? Quỹ này ủng hộ trực tiếp vào các cái tập thể chứ không phải là về cá nhân nào cả. Em sẽ ủng hộ, nếu ủng hộ được ở ủy ban xã em hoặc là gì không thì em sẽ lên huyện em ủng hộ, được chưa? Và có những hình ảnh và tất cả mọi thứ trực tiếp, được chưa? Vâng, cái sơ đồ thì mọi người sẽ nhắn tin trực tiếp cho em đi, nhắn tin vào số điện thoại cho em đi, em tổng hợp cho nó dễ, vì bây giờ đang rất nhiều tin nhắn em không thể nào được. À thôi không sao anh Vượng ạ, chúng ta không vấn đề gì đâu, đừng 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 nặng nề, thì có thể anh đi vào muộn thôi, không sao cả. Vâng, thì thực ra em muốn chia sẻ tại sao em lại phải nói là có những cái lớp online, thực ra em online em không muốn lấy quá nhiều tiền đâu mọi người ạ. Em muốn chia sẻ tại sao những cái buổi trước em nói rồi, em muốn phổ cập về về kiến thức FI đi để mọi người chuyển sang những công nghệ khác nữa đi, được chưa? Và rất nhiều anh em mà chúng ta, em nhìn thấy rất nhiều anh em thợ chúng ta nhìn thấy xe máy chúng ta sợ, không dám làm, và thứ hai nữa là nhiều anh em chúng ta làm theo cái phương pháp tư duy nó không đúng, thì nhiều anh em là chúng ta làm nó vất vả, được chưa? Rồi chúng ta còn những anh em là chúng ta làm nhiều rồi thì hệ thống FI đến bây giờ nó đã có mười mấy năm rồi, nó không phải là cái không phải là cái gì nó mới lạ nữa. Nhưng đối với những anh em mà chúng ta ở thành phố, những anh em chúng ta làm nhiều thì chúng ta thấy nó rất là bình thường. Còn đối với những anh em là và em đang chia sẻ cho những người là gì, chúng ta chưa có thể chưa dám mà sờ vào những cái cảm biến, còn không biết tên cảm biến nó là cái gì cơ, thì đấy là cái phương pháp em chia sẻ với mọi người cực kỳ đơn giản và cực kỳ bình thường, không có cái gì mà cao siêu hay là không có gì cả, rất cơ bản, được chưa? Không ganh đua hay không hơn thua với ai, nên mọi người nên nhớ nhá, không ganh đua không hơn thua với ai, nên đừng đừng so sánh, đừng so sánh sao nó mất quan điểm ra, sau lúc đó lại mây gây ra mất đoàn kết, được chưa? Em thấy muốn là anh em thợ đều đoàn kết,
Mạng vẫn tốt rồi anh. Rồi thì buổi hôm nay chúng ta cũng đến giờ 10 giờ rồi thì chúng ta cũng sẽ nghỉ ở đây, được chưa? Vâng, mạng vẫn tốt anh ạ. Thì cái việc mà cái em sẽ dừng lại cái những anh em nào mà đã được em gọi điện, bên em gọi điện đến để chốt những cái danh sách mà ACG và Smart Key. ACG sẽ có trong phần này, còn Smart Key nó là một phần khác anh nhé. Smart Key em sẽ không chia sẻ ở đây, được chưa? Smart Key không chia sẻ trên online miễn phí như này được, vì nó rất nhiều vấn đề, được chưa? Còn rất nhiều bên bên em nữa, rất nhiều vấn đề nên em không chia sẻ Smart Key ở đây. Mọi người thông cảm, không chia sẻ Smart Key ở đây, được chưa? Em muốn phổ cập là phổ cập tất cả về hệ thống. Vâng. Mọi người cứ tổ chức ở tỉnh đi, em sẽ về. Đi du lịch 64 tỉnh thành của, được chưa? 64 tỉnh thành phù hợp với anh em ở tỉnh, đỡ phải đi lại, được chưa? Em có khi nếu mà đi ở tỉnh em phải vắt vợ con em đi cùng, chứ không về xa vợ xa con về lắm. Được chưa? Cái ý tưởng ở tỉnh cũng rất là hay, vì em cũng đang có rất nhiều anh em đang tổ chức ở tỉnh và kêu gọi em đi qua lên đấy để cho anh em được nhận. Và Messenger cũng được ạ, vì nó tổng hợp rất là khó. Mọi người nhớ nhé, những anh em nào đã đặt tranh ấy thì sẽ có, nếu mà bên em đã gọi điện rồi thì mọi người yên tâm là ngày mai ngày kia em sẽ gửi ảnh gửi tranh, vì thực ra là số lượng in quá nhiều, em không nghĩ là nhiều như vậy, được chưa? Không nghĩ là nhiều như vậy. Ok anh Phan đi. Đà Nẵng đi anh, Đà Nẵng đi du lịch Đà Nẵng luôn anh. Tổ chức anh em, kêu gọi anh em là em sẽ bay vào thôi, là chúng ta gặp nhau. Rất là hay. Được chưa? Nên đây mọi người đấy là đây là ngoài lề nhá, chúng ta nói chuyện với nhau thôi chứ không có cái việc gì mà lan man hay gì đâu nha. Chúng đây chúng ta chỉ ở đây nói chuyện thôi chứ không liên quan gì đến phần trước, được chưa? Vâng. Anh em có thể nhắn tin trực tiếp cho em được ạ. Vâng, không sao anh ạ. Đấy, việc chia sẻ thôi. Bây giờ chúng ta ngoài giờ, ngoài lề rồi, chúng ta nói chuyện với nhau thôi, được chưa? Vâng. Vẫn còn rất nhiều anh em đang theo dõi. Vì thực ra là có rất nhiều góp ý, rất nhiều góp ý. Và thứ hai nữa là vì thứ hai nữa là gì? Khi em live stream 2 tiếng đồng hồ, rất là nhiều anh em chúng ta phải bỏ, rất nhiều thời gian chúng ta phải bỏ ra chúng ta xem. Rất là vất vả cho anh em. Chúng ta phải cầm điện thoại và ngồi rất là 2 tiếng đồng hồ. Rất là vất vả, được chưa? Vất vất vả. Thì thôi em cố gắng là chỉ gói gọn trong vòng 1 tiếng đồng hồ là được. Vâng, ok anh. Mọi người cứ nhắn tin cho em, được chưa? Cứ tổ chức lớp và em sẽ làm tháo nào mà em đưa cả vợ con em đi luôn. Cứ không mà bây giờ mà cứ đi suốt ngày thì là rất là khó. SC Pro cũng được anh ạ. Tất cả, nhưng mà nó hiện tại đang chỉ có kết nối được với cả Yamaha với cả Honda thôi, thì các dòng khác em chưa rõ là có kết nối được không. Còn thông tin thì máy vẫn sử dụng bình thường, ok anh ạ, không vấn đề gì đâu. Tất cả dòng máy đọc lỗi trên thị trường Việt Nam bây giờ em thấy đang đọc vẫn là bình thường, ok, không lỗi gì đâu nhá. Tất cả mọi người quan tâm là cái về mức giá thì mọi người cũng đầu tư thôi. Vâng, chưa có gọi thì anh comment bình luận cái phần cho em chút, để sau em sẽ nhờ nhân viên của em gọi lại, được chưa? Vâng ạ, anh cứ nhắn tin trực tiếp cho em đi. Anh nhắn tin trực tiếp cho em. Còn những anh em nào mà chúng ta không chưa thấy cuộc gọi ấy, thì các anh cố gắng nhắn tin cho em, thì em sẽ tổng hợp một lần luôn để cho tổ chức cho mọi người. Vâng, ok anh Ngọc Trương ạ, tổ chức luôn đấy ạ. Chúng ta lên 14 ngày luôn ở đấy, đằng nào cũng ăn cơm nhà nước. Chúng ta ở đấy 14 ngày. Được chưa? Ở đấy 14 ngày luôn anh ạ, ở Lạng Sơn 14 ngày. Vâng, thì thực ra là em sẽ, những anh em nào chúng ta đã học xem những buổi livestream chia sẻ của em ấy, thì chúng ta sẽ rút ngắn được cái thời gian để chúng ta học hơn. Ví dụ như học trực tiếp chúng ta sẽ rút ngắn được hơn, vì em sẽ lướt qua những cái phần này để chúng ta tập trung vào những cái điểm nào là trọng yếu để chúng ta tập trung vào, còn đâu chúng ta sẽ tìm hiểu về thực tế trên xe. Có kiểm tra được AF anh nhá, những cái máy đời mới này có kiểm tra được AF anh ạ, MST. Thực ra kiểm tra AF hay không anh có thể phân tích được mà, cái kiểm tra AF đó anh cũng có thể phân tích bằng thực tế được mà. Thực ra là người ta lấy cái thông tin, những cái thông tin cảm biến kia người ta so sánh thôi, mình không cần thiết phải nhìn trên AF, mình vẫn nhìn được mà, nhìn nhiều thông số khác. Dạ vâng, những anh em nào được gọi rồi thì trong ngày mai ngày kia sẽ nhận được, sẽ bắt đầu gửi tranh. Các anh nhớ nhá, ngày mai thì em mới gửi tranh được và ngày kia nữa. Nhưng anh em vì thực tế là không, em không hiểu là số lượng anh em đặt tranh rất là nhiều, rất là nhiều, em không nghĩ là nhiều như vậy. Được chưa? Thì em phải có trách nhiệm là gì?
Vâng, chuyển khoản hay là nhận máy cũng được ạ. Kiểm tra ác quy anh kiểm tra được bằng trên máy chẩn đoán được ngay mà, cần gì phải rắc gì đâu. Nên anh nhìn trên điện áp của ác quy ở trên máy chẩn đoán anh nhìn được mà. Được chưa? Rất đơn giản. Đề chỉ thấy dơ le rêu á. Nó rất nhiều nguyên nhân đấy nhá, anh chỉ kiểm tra anh nhìn trên sơ đồ mạch điện này, ví dụ nhá. Ví dụ sơ đồ chúng ta phân tích cái sơ đồ này đi này. Hiện tại thì em đang dạy vào buổi tối nhiều hơn là ban ngày vì em đang vừa rồi em chỉ tập trung ở đây. Vâng, khả năng tháng 6 đấy, khả năng tháng 6 này vào 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 Sài Gòn anh Vượng nhá. Khả năng tháng 6 này vào, nếu dịch bệnh tiến triển tốt là vào được chưa? Anh Nam Đạt đang tổ chức ở thầy Nam Đạt tổ chức ở trong Sài Gòn, lớp lớp Sài Gòn, được chưa? Tháng 6 ạ, tháng 6 ạ. Ơ mọi người nhìn được không ạ? Sao mạng lag rồi sao ạ? Vâng, có thể là anh em nào bây giờ đến thời điểm bây giờ anh em nào chưa nhận được cuộc gọi thì có thể comment trực tiếp cho em được ạ. Vâng, số của em là 0917 888 151 ạ. Ô sao trên này em không nhìn được nhỉ? Mạng trên này mất rồi. Để em thử lại cái mạng này của em xem nào. Cái phần này là bây giờ anh em mình chia sẻ với nhau thôi nhá, nói chuyện với nhau không có gì đâu nhá, nên là không có cái phần này anh em nào không không cần thiết có thể bỏ qua vì bây giờ em không chia sẻ về phần học nữa, đây là chỉ nói chuyện với nhau thôi, được chưa? Vâng, bây giờ mạng đang lag quá em không loát được luôn này, không biết là mạng thế nào. Vâng, Hà Nội thì em đang là ở Gia Lâm ạ, Gia Lâm Hà Nội, Gia Lâm Hà Nội, cầu Đuống Gia Lâm Hà Nội. Vâng, hiện tại bây giờ anh em nào đang đặt tranh mà không được, chưa thấy có nhân viên gọi, nhân viên bên em gọi ấy, thì các anh nhắn tin lại giúp em, được chưa? Nhắn tin lại trực tiếp trên số điện thoại đi cho dễ, em kiểm soát cho dễ, vì bây giờ nhắn tin trên trên Facebook, trên Zalo nó nhiều tin nhắn quá, bây giờ em không thể kiểm soát được, nó quá nhiều cùng một lúc, được chưa? Vừa lên uống điện rồi lên bia. Ok anh. Vâng, khả năng tháng 6 này em vào ạ, nếu mà dịch bệnh tốt thì tháng 6 này vào ạ. Không dịch bệnh ổn định chứ không phải tốt, dịch bệnh ổn định tháng 6. Những anh em nào đăng ký ở lớp thầy Đạt chưa? Đăng ký lớp thầy Đạt chưa? Thì tháng 6 này vào ạ. Tháng 6. Vẫn còn rất nhiều anh em đang trên đang xem livestream ạ. Mạng có ổn định không? Em thấy mạng ở bên em không nhìn thấy gì nữa rồi. Rồi. Ừ. Mạng ổn định không ạ? Vâng. Thôi có thể buổi chúng ta livestream chúng ta kết thúc ở đây ạ. Hẹn mọi người vào thứ. Anh Như Hiếu ở đâu ạ? Anh Như Hiếu đang ở đâu ạ? À, anh Như Hiếu đang ở đâu ạ? Vâng, em cho em sao nó cứ quay quay ra không nhìn được nhỉ? Lạ thật. Vâng. À, có rất nhiều anh em nhắn tin cho em hỏi là mua tài liệu, mua sách thì em thì nói rồi em không không bán tài liệu nhá, không có tài liệu. Vì chúng ta học theo cách hiểu, không học theo tài liệu, được chưa? Vâng, thôi chúng ta sẽ nghỉ ở đây ạ. Nghỉ đây nhá mọi người nhá, hẹn mọi người vào 9 giờ thứ năm nhá, 9 giờ thứ năm. chúng ta sẽ nghỉ ở đây và chúng ta sẽ gặp nhau vào 9 giờ tối ngày thứ năm nha mọi người nhá, 9 giờ tối ngày thứ năm tuần này. Và hàng tuần sau, những tuần sau được chưa? Em sẽ chia sẻ cho mọi người nhưng nó chỉ một một ngày một buổi một tuần thôi, em sẽ dành cho mọi người thời gian. Vì em thấy là livestream này cũng chia sẻ đến mọi người rất là nhiều vì nó mới bài toán là quy mô, tức là nó gì đến với rất nhiều anh em. À nó có rất nhiều lớp anh Vượng nhá, thầy Đạt đang tổ chức rất nhiều lớp. Dạ vâng.
Rất nhiều anh em đang 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 muốn học trực tiếp và cũng rất nhiều anh em đang muốn học online, thì em đang cố gắng sắp xếp công việc để tổ chức cho mọi người. Thì nhớ nếu online ấy, mọi người nhớ là online nó chỉ là học lớp, học tham khảo và học lý thuyết thôi mọi người nhé. Nên là mọi người cân nhắc nên học, vì em cũng không không từ đầu em không muốn là dạy online, vì online nó rất là nhiều thứ. Nên chia sẻ trên này như này thì em thấy là rất là ít người có thể chia sẻ trực tiếp như này liên tục như này được. Vâng, ok anh nhắn tin cho em, anh em nào nhắn tin thì nhắn tin giúp em là họ tên, địa chỉ và số tranh muốn đặt thì ngày mai em sẽ chia sẻ lại mọi người. À, gần Từ Sơn thì ngay em mà, được chưa? Gần Từ Sơn thì ngay đây rồi. Rồi ok mọi người ạ, vì chúng ta sẽ dừng lại đây ạ, được chưa? Buổi livestream sẽ dừng lại đây. Chúng ta nói chuyện hơi nhiều nên là có thể là rất nhiều anh em chúng ta đang đến làm ngày lao động mà vất vả rồi. Thì thôi tối chúng ta nên nghỉ sớm. Thì hẹn mọi người vào 9 giờ tối thứ năm tuần sau, à tuần này và những tuần sau nữa, được chưa? Cho đến hết hệ thống FI này thì thôi. Vâng, mọi người nhớ nhé, em chỉ chia sẻ với FI thôi. Và em sẽ cố gắng sắp xếp cho một buổi để chia sẻ cho mọi người cái cách làm cách kiểm tra cảm biến CKB. Cực kỳ đơn giản, được chưa? Cực kỳ đơn giản. Được chưa mọi người? Rồi, chúng ta sẽ dừng ở đây thôi, em sẽ kết thúc livestream ở đây. Mạng thấy nó rất là lag rồi. Mọi người nhớ nhá, thì những anh em nào đặt tranh thì em sẽ gom, em sẽ nhắn tin sau và em sẽ trả lời sau vào những cái nhóm chúng ta học trực tiếp, được chưa? Học trực tiếp để chia sẻ cho mọi người cái cách làm việc, cách đọc sơ đồ để chúng ta khai thác triệt để những bức tranh đó ra. Và sau này mọi người có sẽ không cần phải đến quá nhiều tài liệu và chúng ta tự đọc tài liệu được, tự tìm được nguồn tài liệu, được chưa? Rồi, cảm ơn mọi người. Chúng ta sẽ dừng livestream ở đây, em sẽ dừng lại ở đây ạ. Nói chuyện với mọi người nhiều lúc mình không muốn cả dừng lại ạ. Rồi. Đấy chứ ạ, em sẽ tắt livestream đây ạ. Vâng, anh nhắn tin trực tiếp cho em sẽ hướng dẫn cho anh ạ. Được chưa? Em kết thúc livestream ở đây nhá. Được chưa? Chào mọi người. Vâng, xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ năm tuần sau. Bạn lát quá nhỉ. Sao kết thúc livestream được nhỉ? Rồi mạng có vấn đề rồi. Vẫn live stream hay sao mọi người? Không cả kết thúc live stream được ạ. Đây em kết thúc rồi mà không được này. Này vẫn muốn nói chuyện với mọi người à? Vẫn còn 106 anh em vẫn đang còn lại. Rồi hẹn mọi người vào 21 giờ tối thứ năm nha mọi người nhá. 21 giờ tức là 9 giờ tối thứ năm ạ. Tối thứ năm. Vâng, em đang kết thúc live stream mà không kết thúc được. Rất nhiều, không hiểu vì sao. Không cho dừng luôn này.